lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, Tô Yên, sở hướng nam. chương 276, vỗ lợn cho béo rồi từ từ giết mổ chúng. Bạch Phi Minh bị chặn lại, lâu doanh cúi thấp đầu cũng không nhìn thấy rốt cuộc là ai đang đứng bên ngoài. Cậu tự xem đi. Bạch Phi Minh rời người đi chỗ khác, lâu doanh liếc mắt đã nhìn thấy vạn nhất đang đứng ở cửa, tay run lên, bấm móng tay đã bấm vào không đúng vị trí, trên đầu ngón chân tròn lập tức xuất hiện những hạt máu chết tiệt, vạn nhất chết tiệt, anh ở cố tình tới đây là muốn khác chết tôi đúng không? Vừa nhìn thấy anh đã thấy hỏa chảy máu rồi. Lâu doanh rút khăn giấy, quấn ngón chân để cầm máu tạm thời, rồi hỏi Bạch Phi Minh có băng keo không? Không, Bạch Phi Minh nhún vai. Mình nhớ hình như trong ngăn kéo có đấy, mình tìm thử xem. Lâu doanh một chân nhảy lên nhảy xuống đi tìm băng keo, hoàn toàn bỏ mặc vạn nhất đứng ở cửa. Bạch Phi Minh, Lâu Doanh, cậu có chắc là mình không đang trốn tránh ai đó không trong phòng khách sạn có băng keo cá nhân hay không bạch phi minh biết rất rõ vạn nhất đuổi theo cô ấy đến khách sạn lâu doanh dù muốn cũng không thể trốn được thường thì đều là vạn nhất trốn lâu doanh nhưng đây là lần đầu tiên vạn nhất chủ tìm đến tận nơi anh ta không nói lời nào chỉ đứng ở cửa xem lâu doanh định giả vờ đến lúc nào lâu doanh bị nhìn thấu tâm tư trừng mắt nhìn bạch phi minh chị em tốt hoàn toàn không nghĩa khí chút nào. Cô ấy muốn tuyệt giao. Bạch Phi Minh nhún vai, nửa đêm rồi, cô ta còn muốn nghỉ ngơi, vạn nhất đến với ý không tốt, lâu doanh không giải quyết được, đêm nay cô ta cũng không ngủ được. Cái gọi là chỉ cần mình sống là được, bạn bè sống chết không quan trọng, cô ta đã học được từ chỗ lâu doanh rồi. Chẳng lẽ lâu doanh là người hèn nhát sao? Đương nhiên là không rồi. Bạch Phi Minh khẽ kích động, lâu doanh một chân nhảy tới trước mặt vạn nhất cậu định làm gì vậy nói đi lâu doanh nhảy bằng một chân trông hơi buồn cười giống như một con ếch đang nhảy tương tương vậy cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi khi nhảy lên nhảy xuống chiếc áo choàng tắm cũng lên xuống theo rõ ràng là mặc rất vì tiện nhưng đầy phong tình vạn nhất cuối cùng cũng nói uống rượu có dám không lâu doanh trợn to hai mắt chế nhạo kể kích tướng à không có tác dụng đâu bà đây đã lâu không nuốt nổi chiêu này rồi cậu chỉ đang sợ mà thôi vạn nhất phủi lớp bụi vốn đã không tồn tại trên tay áo của chiếc áo khoác lâu doanh biết rằng vạn nhất lại sắp giả vờ rồi bà đây không rảnh đã nửa đêm rồi tôi không có quan hệ gì với anh audio điện tử võ tấn bền tại sao tôi lại phải uống rượu với anh nói xong lâu doanh chuẩn bị đóng cửa vạn nhất tao nhã mạnh mẽ ngọc tỷ truyền quốc tôi có thứ cô muốn. Ngọc tỷ truyền quốc, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đều ngạc nhiên. Gần đây, bọn họ đã nhận được một đơn đặt hàng, tìm một ngọc tỷ truyền quốc của triều tùy cho chủ thuê, bọn họ đã đưa ra giá 10 triệu nhân dân tệ. Trong mấy ngày nay, Lâu Doanh chỉ có một manh mối là rất có thể ngọc tỷ truyền quốc đã bị một nhà giàu nào đó ở đế đô siêu tầm. Không ngờ, vạn nhất lại chính là nhà siêu tập trong lời đồn đó. Đi, rượu này, Lâu Doanh sẽ uống với cậu. Bạch Phi Minh dứt khoát nhẹ nhàng đẩy Lâu Doanh ra. "Lâu Doanh, cô ấy cứ như vậy mà bị bán rồi à? Cô ấy vẫn chưa đồng ý mà." Bạch Phi Minh nói, "10 triệu, cậu phải nghĩ đến bốn đứa cháu trai của cậu đấy, số tiền một năm thật không ít, nếu không kiếm ra tiền, chúng ta phải uống gió tây bắc đấy." Sau khi nói xong, Lâu Doanh còn chưa kịp đồng ý, Bạch Phi Minh đã đóng cửa lại rồi. Lâu Doanh đầy những vạch đen, tàn nhẫn, thực sự tàn nhẫn mà cô ấy vẫn đang mặc áo choàng tắm mà lâu doanh quay lại và trừng mắt với vạn nhất có phải là anh đã mua chuộc bạch phi minh rồi không tại sao cô ấy lại cảm thấy rằng bạch phi minh dường như đang giúp đỡ vạn nhất vậy cô nên tìm lý do từ mình đấy vạn nhất nói muốn thông qua ngọc tỷ truyền quốc chuyện cô đánh cược với chị dâu cô kể lại mọi chuyện chi tiết đi anh không biết sao chúng ta giới tính của đứa trẻ trong bụng của chị tôi ra đánh cược tôi cũng đã bị hai vợ chồng đó lừa rồi nếu không thì làm sao tôi có thể tỏ tình với anh được anh hoàn toàn không phải mẫu người mà bà đây thích vạn nhất cảm thấy được răng đều đã đau nhức như nhau như nhau mà thôi cô cùng hoàn toàn không nằm trong gao thẩm mỹ của tôi lâu doanh chế nhạo và phàn nàn có nghĩa là thẩm mỹ của anh có vấn đề vạn nhất cũng không chịu thua tôi cũng rất muốn biết tuổi thơ của cô đã gặp phải bất hạnh gì mà lại khiến cho gao thẩm mỹ của cô bị bóp méo hoàn toàn đến như vậy lâu doanh lại nổi khùng lên, giờ nắm đấm lên định đánh ăn anh, nghiến răng, vạn nhất, anh thiếu đòn rồi đúng không? Vạn nhất né tránh rất nhanh, cô còn muốn ngọc tỷ truyền quốc không? Lâu doanh rất kiêu ngạo nói không cần nữa, nhưng nghĩ đến lời đề nghị 10 triệu của chủ thuê, nể mặt tiền, lâu doanh nghiến răng, đi, tối nay bà đây sẽ uống cho tới khi anh gục ngã. Lâu doanh lần này không dám để cho vạn nhất chọn địa điểm cô, cộng với việc cô đang mặc áo choàng tắm, bên trong trống rỗng, cô nghĩ ra biện pháp tốc chiến, cô trực tiếp gọi cho nhà hàng dưới lầu của khách sạn đặt một bàn rượu. Lâu doanh bao một phòng VIP, hai người ngồi đối diện nhau. Một người một chai, nếu anh thua, thì đồ sẽ thuộc về tôi. Vạn nhất liếc nhìn bình rượu trên bàn, chút rượu này mà lại muốn đổi lấy một ngọc tỷ truyền quốc giá trị liên thành sao. Giao dịch như thế này có lẽ là lỗ quá rồi, cần phải trả thêm chút nữa. Lâu doanh biết rằng muốn nhổ một cọng lông từ tay của vạn nhất không dễ dàng như vậy. Anh nói đi, đàn ông con trai mà, cứ thoải mái nói. Nếu tôi thua, đồ vật thuộc về cô. Nếu cô thua, cô phải làm ba việc thay cho cho tôi. Đơn giản vậy thôi à? Lâu Doanh cảm thấy có bẫy, nói trước nhé, chuyện giết người phóng hỏa phạm pháp tôi không làm đâu. Được. Vạn Nhất đồng ý quá nhanh chóng, Lâu Doanh luôn cảm thấy có vấn đề, nhưng không thể nhìn ra được có chỗ nào không đúng. Cô ấy là người ngàn chén không say, chút rượu này không là gì cả uống đi. Tất cả đều là rượu trắng, có tổng cộng 24 chai mao đài, tất cả đều là loại có nồng độ cồn cao nhất. Mỗi người 12 chai, nếu uống mà không gục thì thật sự người đó đã lớn lên từ trong thùng rượu mà. Các nắp chai rượu đều đã được mở ra, lâu doanh cầm rượu lên uống trước, một chai thật sự chỉ một hơi là đã cạn. Uống giống như uống nước lã vậy, cứ uống ứng ực. Vạn nhất biết lâu doanh tử lượng rất tốt, nhưng anh ta vẫn bị choáng váng trước phong cách hành sự thoải mái của lâu doanh đây không phải là một cô gái mà còn đàn ông hơn cả một người đàn ông nữa vạn nhất cũng cầm một chai lên uống động tác của anh ta tao nhã hơn rất nhiều lâu doanh bĩu môi ra vẻ vạn nhất mỉm cười quá trình không quan trọng kết quả mới là quan trọng nhất bàn về tử lượng tôi chưa thua ai bao giờ lâu doanh lấy hết chai này đến chai khác uống cuối cùng đôi mắt của cô ấy lóe lên những ngôi sao vàng, loại rượu này quá mạnh rồi. Ngược lại, vạn nhất chỉ bị hơi rượu sông lên não, nên đỏ mặt mà thôi, nhưng anh ta không hề say. Khi uống đến chai cuối cùng, lâu doanh chịu uống hết đã ngã xuống rồi. Thành thật mà nói, có thể kiên chỉ uống đến chai thứ 12, lâu doanh chắc chắn là người đầu tiên anh đã từng thấy. Nhìn lâu doanh ngủ say trên sofa, vạn nhất chậm rãi thong thả đặt chai rượu xuống, khóe miệng nở nụ cười. Cô gái đầu óc đơn giản. Vạn Nhất liếc nhìn chai rượu mình đang uống, toàn bộ rượu trong đó đều đã bị thay ra, thật ra tất cả đều là nước, chỉ có chai đầu tiên là rượu mà thôi. Chỉ là cái bí mật này mà lâu doanh sẽ không biết được, thậm chí cho dù nhiều năm sau, cô ấy cũng không biết ban đầu tại sao mình lại rơi vào tay của Vạn Nhất. Vạn Nhất gọi nhân viên phục vụ, dọn dẹp nơi này đi. Vâng, anh Vạn. Nhân viên phục vụ dọn dẹp đống lộn xộn này. Vạn Nhất đi đến bên cạnh Lâu Doanh và ôm cô ấy lên. Sau khi ôm người đó lên, Vạn Nhất đã rất kinh ngạc. Lâu Doanh thường ngày rất thoải mái cởi mở, trông rất mạnh mẽ, một mình có thể dễ dàng đánh bại vài người đàn ông khác chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng một người phụ nữ mạnh mẽ như bê tông cốt thép này vậy mà lại có thể nhẹ đến như vậy. Ôm vào lòng hoàn toàn không có cảm giác nặng nề. Cũng vào thời điểm đó, Vạn Nhất mới nhận ra rằng Lâu Doanh dù gì thì cũng là một người phụ nữ. Nào Uống nữa đi." Lâu Doanh nói mớ, đôi bàn tay không an phận cứ múa may, khuôn mặt thanh tú dưới ánh đèn lại càng thêm xinh đẹp. Lâu Doanh và Tô Yên đều là những mỹ nhân tuyệt đẹp, nhưng họ lại có một chút khác biệt. Tô Yên dễ thay đổi, có thể đơn thuần có thể quyến rũ, lúc thì yêu mị lúc thì thánh thiện. Lâu Doanh lại vô cùng tươi sáng, cô ấy là một người thẳng tính, kiêu ngạo, ngang ngược, làm việc hùng hổ, nhưng lại trượng nghĩa, không có đầu óc, độc ác và nóng tính. Vạn Nhất ấm người trở về phòng, Bạch Phi Minh nhìn thấy Lâu Doanh đang say khướt, đã uống bao nhiêu mà lại có thể say đến như vậy. 12 chai Mao Đài. Bạch Phi Minh nhìn Vạn Nhất, tại sao anh lại không hề say chút nào? Mặt Vạn Nhất không biến sắc, ta ngàn chén không say. Những lời này cùng chỉ có thể lừa được Lâu Doanh và Bạch Phi Minh, nếu Lục Cận Phong cũng ở đây, chắc chắn là anh ta sẽ không thể lừa được. Lần say này, Lâu Doanh trực tiếp ngủ một giấc đến tận chiều hôm sau mới tỉnh dậy đau đầu nhức óc sau khi nhận ra mình đã thua thì không thể tin được chết tiệt mình vậy mà lại thua anh ta rồi thật không hợp lý mà lúc này vạn nhất bưng một bát cháo vào bạch phi minh đi ra mở cửa dám chơi dám chịu vạn nhất đặt cháo xuống cô phải thay tôi làm ba việc lâu doanh xoa xoa cái đầu đang sưng lên của mình bà đây sẽ không quyệt đâu anh nói đi muốn tôi làm gì không vội cô ăn cháo trước đi tôi có thể làm nhiệm vụ ngay bây giờ. Lâu doanh không muốn mắc nợ. Vạn nhất nhẹ nhàng nói, tôi thích vỗ lợn cho béo rồi mới từ từ giết mổ chúng. Lâu doanh, Bạch Phi Minh, chương 277, vợ chồng thì nên tâm linh tương thông. Bạch Phi Minh không biết về vụ cá cược giữa hai người bọn họ, nhưng từ góc độ của một người quan sát, thì dù nhìn thế nào đi nữa, thì lâu doanh dường như cũng đã rơi vào chồng của Vạn nhất rồi nhưng nó lại khiến cho người không thể biết đã xảy ra vấn đề ở đâu trong lòng lâu doanh cũng rất khó chịu tôi biết ngay là anh không có ý tốt mà chúng ta cứ dám chơi dám chịu đi quang minh chính đại tôi không hề lừa cô vạn nhất liếc nhìn bát cháo được đưa đến sau khi uống nhiều rượu như vậy hãy ăn chút cháo để bảo vệ dạ dày anh không cho thứ gì vào cháo đó chứ lâu doanh không tin rằng vạn nhất sẽ tốt bụng như vậy không dám ăn thì tôi đi đổ Vạn nhất nói, mà này, giới hạn của cô là 11 chai mao đài. Sau này ra ngoài uống rượu, cô nhớ chú ý đấy. Cô ấy có não cũng không sao, đã lăn lộn bên ngoài xã hội bao nhiêu năm cũng không chú ý được một chút. Vạn nhất thực sự bái phục lâu doanh, một mình cô ấy làm thế nào mà sống được đến bây giờ. Vạn nhất bỏ lại những lời đó và rồi rời đi. Ăn chút cháo trước đi, uống nhiều rượu như vậy, cậu cũng không sợ mình bị say rồi lỡ lợi dụng người khác à bạch phi minh yên tâm để lâu doanh đi với vạn nhất là vì biết bao nhiêu năm qua lâu doanh chưa từng xảy ra chuyện gì cho dù có liều lĩnh lâu doanh cũng không thể ngu ngốc đến mức để cho bản thân mình bị say nhưng có ai ngờ lâu doanh đã quay về trong tình trạng bất tỉnh lâu doanh nở nụ cười cứ yên tâm vạn nhất không được cho dù có say thì anh ta cũng không thể làm gì mình đâu nếu không cậu cho rằng mình thật sự ngốc à bạch phi minh nói thật ra thì anh ta vẫn khá quan tâm đến cậu Cậu vừa tỉnh lại đã lập tức đem cháo đến. Thoạt nhìn có vẻ như đang rất gấp, nhưng còn nhắc nhở cậu tử lượng của mình nữa. Dừng lại, Phi Minh, tại sao cậu lại nói thay cho cái tên vạn nhất đó? Cậu thực sự đã bị mua chuộc rồi sao? Chị cậu kết hôn với Lục Cận Phong, vạn nhất và Lục Cận Phong đều người của ám giả. Sau này chúng ta khó tránh sẽ có tiếp xúc với vạn nhất. Hai người không thể mỗi lần gặp nhau đều đánh nhau được. Chị gái mình là chị gái mình, vạn nhất là vạn nhất, đây là hai chuyện khác nhau, Phi Minh, làm sao cậu có thể trộn lẫn nó lại làm một mà nói được. Bạch Phi Minh cảm thấy mình đã lãng phí nước bọt rồi. Mau ăn cháo đi, không phải cậu nói là phải đến bệnh viện gặp chị của cậu sao. Đêm đó, Tô Yên đã hồi phục lại rồi, đã tốt hơn trước một chút. Trần Tố Anh mang đồ ăn đến, rồi quay lại nấu canh cho Tô Yên, việc đút sữa cho đứa bé ăn và thay tã, tất cả đều do Lục Cận Phong làm. Tô yên dựa vào đầu giường nhìn Lục Cận Phong thay tã cho con, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Tay nghề của Lục Cận Phong ngày càng thành thạo. Lục Cận Phong, hay là anh đi bận việc của mình đi, ở đây có mẹ, có mẹ đỡ đầu nữa mà, anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Dù sao cũng vừa mới tuyên bố phá sản, chắc chắn là còn rất nhiều chuyện đang chờ Lục Cận Phong đến xử lý. Lục Cận Phong cứ ở bệnh viện mãi chưa từng rời đi là một người chồng và người cha, anh ấy hoàn toàn đủ tư cách. Không phải tôi yên không hiểu được, đứa nhỏ đã sinh ra rồi, cũng đã đến lúc để cho Lục Cận Phong làm chuyện của chính mình. Lục Cận Phong thay tã cho con, pha xong sữa bột, rồi nói, được, vậy nếu em có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Lưu Tuyết Lam từ bên cạnh nói, con đi làm việc của mình đi, có mẹ ở đây với Tiểu Yên mà. Lưu Tuyết Lam và Trần Tố Anh thay phiên nhau ở bệnh viện chăm sóc, sau khi nhà họ lục phá sản thì nhà họ lý cũng không hề bỏ đi chỉ dựa vào điều này thôi lục cận phong đã biết ban đầu mình không hề nhìn nhầm bất luận mục đích ban đầu khi nhà họ lý nhận tô yên là con gái đỡ đầu của họ là gì thì cho đến nay nhà họ lý từ lâu đã coi tô yên như con gái của mình rồi lục cận phong nghiễm nhiên trở thành một nửa con trai lý mộc sinh và vợ đều tin rằng lục cận phong có thể đợi thời trở lại khi lục cận phong rời bệnh viện lý mộc sinh cũng tình cờ đến bệnh viện hai người gặp nhau ở cửa có chuyện gì khó khăn cứ nói với cha đừng ngại nhé cha nuôi con thật sự có chuyện muốn tìm cha lục cận phong cũng gọi lý mục sinh là cha nuôi như tô yên chuyện gì vậy lên xe rồi nói đọc truyện tải chu mớt ru e V vi e được cả hai lên xe của lý mục sinh tài xế xuống xe đợi ở bên ngoài trên xe chỉ còn lại hai người Lục Cận Phong nói, tuyên bố phá sản chỉ là một bước trong số đó mà thôi. Về sau có thể gặp phải một số phiền phức. Cha nuôi, nếu con đi vào đó, mẹ con Yên Yên phải nhờ cha chăm sóc rồi. Đi vào, vẻ mặt Lý Mục Sinh kinh ngạc, nghiêm trọng như vậy sao? Sao đột nhiên lại như vậy? Nhà họ Lục xảy ra vấn đề từ lâu rồi, nhưng Yên Yên lại đang mang thai. Nên con đã đè những tin tức này xuống. Bây giờ đã sinh đứa nhỏ ra rồi. Những người bên trên chắc chắn sẽ sớm tìm đến thôi. Dáng vẻ của Lục Cận Phong vẫn bình thản, nhẹ nhàng, "Cha nuôi đừng lo lắng, đó chỉ là tạm thời mà thôi, sẽ nhanh chóng không sao đâu." "Thật sự không sao chứ?" Lý Mộc Sinh không tin lắm, ông lo lắng Lục Cận Phong đang nói dối bọn họ, rồi một mình ở phía sau gánh vác hết. "Không sao đâu, vẻ mặt Lục Cận Phong nhàn nhạt, nhạt, chỉ là một đám hề nhảy múa lung tung mà thôi. Chẳng bao lâu nữa Lục Cận Phong con sẽ trở lại." lý mộc sinh đắn đo con nói thật cho cha biết đi rốt cuộc là ở đâu xuất hiện vấn đề lục cận phong trầm tư một hồi nói công nghệ cốt lõi mất đi xuất hiện kẻ phản bội cho dù là lục thị hay là ám giả, đều bị ảnh hưởng lý mộc sinh cân nhắc xem ra đối phương đã chuẩn bị hết rồi lục cận phong vỗ vai lý mộc sinh vẻ mặt bình tĩnh cha nuôi con yên yên giao cho cha con phải lập tức đi đến nước em m chuyện này cha thay con giấu yên yên trước đã nhé. được rồi, con cứ yên tâm, ở đây cứ giao cho cha. đây là lời hứa của Lý Mục Sinh với Lục Cận Phong. sau khi nói chuyện xong, Lục Cận Phong xuống xe, gọi điện cho Vạn Nhất tiến hành theo kế hoạch. lần này đừng làm mất dây truyền đấy. đại ca cứ yên tâm đi. ở đầu dây bên kia, Vạn Nhất cảm thấy có lỗi vô cùng. nếu không do anh ta bất cẩn để bị lừa, thì cũng đã không khiến ám giả thiệt hại hàng trăm tỷ hơn nữa còn mất mấy tuyến đường vận chuyển. Lục Cận Phong phải tốc chiến tốc thắng, nếu không món nợ khổng lồ này sẽ đổ lên đầu Tô Yên. Chiều hôm đó, Lục Cận Phong đến nước M. Anh chỉ có một mình, không dẫn theo ai cả. Trong bệnh viện, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đến, hai người họ trêu chọc đứa trẻ và nghĩ rằng thật là thú vị. Lâu Doanh hỏi, "Chị à, sao không thấy anh rể vậy?" "Anh ấy bận việc rồi." Tô Yên nhìn Lưu Tuyết Lam, mẹ nuôi mẹ đi tìm y tá đưa bé ba, bé tư đi tắm đi. Tô Yên đang để Lưu Tuyết Lam đi. Lưu Tuyết Lam cũng không phản ứng lại, cười nói, được, mẹ đi ngay. Sau khi Lưu Tuyết Lam rời đi, Tô Yên nói với Lâu Doanh, trong mấy tháng qua em ở nước em mờ có thu được gì không? Không có, em đã tìm rất nhiều người hỏi thăm rồi, nhưng đều không có tin tức về Tô Duy. Tình hình bên đó bây giờ thế nào? Tô Yên rất quan tâm chuyện này, Tuy rằng cô không tham gia vào tất cả các hành động của ám giả nữa, nhưng đã lâu như vậy rồi mà Hạ Vũ Hà Huy vẫn chưa quay lại, điều này có nghĩa là nguyên nhân bắt nguồn từ nước M. Cũng khá là hỗn loạn, Lâu Doanh nói, nếu dựa theo thực lực thì ai có thực lực kẻ đó mới là đại ca. Trước đây, ám giả khiến người ta phải kính phục ba phần, nhưng hiện tại ám giả đã tổn thất nặng nề, khắp nơi đều đã nhận được tin tức, biết rằng ám giả không còn như trước nữa, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị xâm chiếm mà thôi. Tô Yên cao mày, vẻ mặt trịnh trọng, Lâu Doanh, Phi Minh, chị muốn nhờ hai người một chuyện. Lâu Doanh cũng biết tính chất nghiêm trọng của sự việc, chị, có chuyện gì cứ nói đi ạ. À. chương 278, Hạ Phi Hạ Vũ mặc đã tiến vào làng giải trí rồi. Tô Yên và Lục Cận Phong quen nhau lâu như vậy, nên cô đương nhiên hiểu rõ Lục Cận Phong, đôi khi không cần lời nói cũng có thể hiểu được đối phương sẽ làm gì. Mấy ngày nay Lục Cận Phong cứ canh chừng cô chắc hẳn là đang có kế hoạch gì khác. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đưa mắt nhìn nhau, Lâu Doanh nói, chị à, có nghiêm trọng đến thế không? Không đến nỗi như vậy chứ, cho dù anh rể xui xẻo bị phá sản rồi, nhưng cũng vẫn có thể tự bảo vệ mình mà, chị đừng có quá lo lắng. Điều chi không yên tâm là Tần Nhã Hân. Tô Yên nói, Tần Nhã Hân độc ác tàn nhẫn, còn hơn cả chị gái Tần Nhã Đan của cô ta. Sự cố chấp của một người sẽ khiến người đó rơi vào cực đoan, mà Tần Nhã Hân lại cùng cha khác mẹ với chị, nếu cô ta ra tay với Lục Cận Phong, Lục Cận Phong sẽ lơ là không đề phòng. Bạch Phi Minh nói, Tô Yên, em cảm thấy chị nên lo lắng cho mình trước đã. Nếu như Lục Cận Phong thật sự đi đến nước em mờ, anh cũng chỉ có một mình anh. Nếu em là Tần Nhã Hân, em nhất định sẽ nhắm vào chị. Lời nói của Bạch Phi Minh như đánh thức người đang nằm mơ, sống lưng Tô Yên cứng đờ. Cô hỏi, nếu anh là Lệ Quốc Minh, em sẽ làm gì? Nhắc đến Lệ Quốc Minh. Bạch Phi Minh vô thức liếc nhìn Lâu Doanh một cái. Lâu Doanh nói, cậu đừng nhìn mình, loại người như vậy, chẳng khác gì một lão cáo già ngàn năm đã tu luyện thành tinh rồi. Mình đoán không ra, nhưng chắn chắn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bạch Phi Minh nhìn tôi yên, ý của chị thì sao? Mẹ đã chết nhiều năm như vậy rồi mà Lệ Quốc Minh vẫn chưa chút được oán hận trong lòng. Chị lo là Lệ Quốc Minh sẽ đến đế đô. Lâu Doanh sắn tay áo nói, nếu ông ta có thể chịu được nắm đấm của em thì cứ tới đây, Phi Minh, cậu đi nước em mờ một chuyện đi, mình sẽ ở lại đế đô bảo vệ chị gái mình. Ngoài mặt thì lâu doanh nói như vậy, nhưng nếu thật sự gặp Lệ Quốc Minh, cô ấy chắc chắn sẽ rất dối, tôi yên cũng không muốn hai cha con vì cô mà trở mặt, vì vậy cô đang định nói thì Bạch Phi Minh đã dành trước cô một bước và nói, vậy thì mình sẽ đi ngay bây giờ, có chuyện gì thì cứ liên lạc với mình. Buổi chiều hôm đó Bạch Phi Minh đã rời đi ngay, còn Lâu Doanh thì ở lại bệnh viện canh chừng bảo vệ cho Tô Yên suốt 24 giờ. Mấy ngày sau đó, mọi chuyện rất êm đẹp, Lục Cận Phong không hề nói ra sự thật, Tô Yên cũng giả bộ như không biết Lục Cận Phong đã đi nước em mờ. Mỗi ngày hai người sẽ gọi điện thoại liên lạc với nhau một lần. Tô Yên nằm viện một tuần thì xuất viện, Lý Mộc Sinh và Lưu Tuyết Lam đón cô về nhà họ Lý. Tô Đình Nghiêm muốn để mẹ con Tô Yên về nhà họ Tô, nhưng ông ta lại không cãi lại được nhà họ Lý ông cụ lục và trần tố anh tạm thời thu xếp về quê vào đêm tô yên xuất viện bí mật rời khỏi đế đô xuyên đêm vạn nhất đích thân đưa hai người đi tô yên dẫn theo bốn đứa con của cô chuyển đến nhà họ lý lưu tuyết lam lại mời thêm bốn người giúp việc đến chăm sóc cô có nhà nhưng không thể trở về hạ phi và hạ vũ mặc cũng nhạy bén nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc khi đêm đó hai anh em ngồi xếp bằng trên mặt đất để đếm xem mình có bao nhiêu tiền tiêu vặt muốn chia sẻ gánh nặng giúp với gia đình khi hạ vũ mặc nhìn thấy số lẻ của hạ phi còn nhiều một nửa của mình liền sửng sốt anh sao anh lại có nhiều như vậy một phần lớn tiền tiêu vặt vào hạ phi lừa của vạn nhất cho nên cậu đương nhiên là sẽ không nói thật vì tiện nói trước đây ở trên đảo hàng tháng đều có tiền phụ cấp nên anh đã tiết kiệm được hạ vũ mặc cũng thực sự tin vào điều đó cậu bé vẫn luôn hoàn toàn tin tưởng em trai mình anh à Tiền tiêu vặt của em anh cũng lấy hết đi, xem thử có thể giúp được bao nhiêu cho cha. Anh đi tìm mẹ, em trai, em ngủ trước đi nhé. Hai con heo đất của hai đứa trẻ đều đã đập ra, lấy hết tài sản của mình ra. Hạ Phi cầm tiền đi đến phòng của Tô Yên, bé ba, bé tư được bà dì giữ, mấy ngày nay Tô Yên đang hồi phục rất tốt, đã có thể xuống đất hoạt động rồi. Mẹ ơi. Hạ Phi vặn cửa đi vào. Cục Cưng, đã muộn như vậy rồi sao con còn chưa ngủ? Tô Yên đang chuẩn bị nghỉ ngơi đây. Mẹ, đây là tiền tiêu vặt mà con và em đã dành dụng được, mẹ có thể lấy hết. Hạ Phi hào phóng đưa hết tiền cho Tô Yên, còn cả tiền trong thẻ của cậu, tổng cộng có hơn 5 triệu đấy, mẹ lấy đi trả nợ cho cha đi. Con trai, hai đứa con để dành được nhiều như vậy sao? Tô Yên kinh ngạc, nghĩ khi cô cỡ tuổi như Hạ Phi, trên người nhiều nhất chỉ có mấy trăm nhân dân tệ mà thôi, sau khi mẹ mất, căn bản chưa từng nhìn thấy tiền cô đã trở thành một con sâu đáng thương khi cha ruột không thương và mẹ kế không yêu. Sau khi tốt nghiệp Tô Yên đi làm, mấy năm cô cũng không tiết kiệm được bao nhiêu, tiền tiêu vặt của hai đứa nhỏ đã lên tới mấy triệu rồi, nếu không có so sánh sẽ không tổn thương mà. Hạ Phi nói, một phần trong số này là do cha đỡ đầu cho, còn có ông đỡ đầu, bà đỡ đầu, ông cố, bà, dì hinh hinh, chú. Hạ Phi đã đọc qua danh sách dài những cái tên, dù sao thì chúng cũng đều là món quà chúc mừng do người quen tặng ngày hai anh em nhận tổ tiên về với gia đình người nhà họ lục cũng đã chuẩn bị phong bao lì xì xem ra hôm đó anh em thu hoạch được rất nhiều gia đình có khó khăn hai đứa nhỏ còn góp tiền tiêu vặt của mình vào tô yên rất cảm động cục cương hà số tiền này con vẫn tự giữ lấy đi mẹ sẽ cùng bố kiếm tiền trả món nợ của cha ai cũng nói là cha nợ con trả trả nợ tiền để con trai trả nợ là chuyện bình thường mà. Hạ Phi hào phóng nói, mẹ, đừng khách sáo với con, cứ giữ đi, đúng rồi mẹ à, con với em trai đã nghiên cứu một chút, tụi con muốn ra mắt. Ra mắt cái gì, Tô Yên nhất thời không phản ứng lại kịp. Hạ Phi nói, giống như chú Khánh vậy, trở thành một ngôi sao lớn, với điều kiện của con và em trai có thể trực tiếp tiêu diệt tất cả các ngôi sao nhí trong làng giải trí, trực tiếp ra mặt ở vị trí center. Tô Yên bị cho cười, ai chỉ cho hai đứa cách trở thành ngôi sao lớn để kiếm tiền nuôi gia đình thế? Mẹ, mẹ đừng cười, con đang rất nghiêm túc. Hạ Phi nói với giọng điệu như của người lớn. Cha gặp khó khăn, ám giả cũng đang có chuyện, con là con trưởng trong nhà, con nên gánh vác trách nhiệm nặng nề. Con nghe chú Khánh nói làng giải trí có thể kiếm được tiền rất nhanh, cho nên con và em trai quyết định sẽ trở thành sao nhí. Tô Yên không khỏi giờ khóc giờ cười, đồng thời cảm thấy vui mừng nhẹ nhõm vô cùng tô yên nửa đùa nửa thật nói cô cương à con nghĩ xem dựa vào ngoại hình của cha và mẹ ra mắt không phải sẽ dễ dàng hơn sao hạ phi chân thành nói nếu cha bước chân vào làng giải trí với cái khí chất của nổi bật của cha nhất định sẽ thu hút nhiều gì xinh đẹp sau đó mẹ sẽ ghen gia đình sẽ xuất hiện khủng hoảng nếu hai người chia tay con và các em sẽ trở thành con của một gia đình đơn thân tô yên phân tích này thực sự là lâu dài và không có vấn đề gì Hạ Phi lại nói, thật ra, con cũng đã nghĩ đến việc đột nhập vào ngân hàng để lấy một số tiền, xáo trộn các con số, chuyển một ít tiền, thêm một vài số không vào số dư của thẻ ngân hàng, mà thần không biết quỷ không hay. Tô Yên nghe mà kinh hãi, vội vàng nói, cô Cương à, con tuyệt đối đừng làm như vậy, tuổi còn nhỏ mà con đã muốn ngồi tù rồi sao? Suy nghĩ của con trai quá nguy hiểm, trái tim của bà mẹ già như Tô Yên cứ đạp thình thịch. Mẹ đừng lo lắng, con đã từ bỏ ý định này rồi, con đã sẵn sàng bước vào làng giải trí. Nắm tay nhỏ nhắn màu hồng hạ phi, rất có khí thế của Nam Nhi, mẹ, mẹ cứ yên tâm ở nhà chăm sóc em ba em tư đi. Mẹ ngủ ngon nhé. Sau khi Hạ Phi nói xong, tôi yên cho rằng hai người con trai này thật sự không thể tiến vào làng giải trí, cũng không có coi trọng. Tô Yên ngủ một giấc đến rạng sáng, cô bị tiếng điện thoại reo inh ỏi đánh thức. An Hinh ở đầu bên kia điện thoại kích động hét lên, Tô Yên, cậu mau mở tivi lên đi, Hạ Phi và Tiểu Vũ đang ở trên TV đấy, tụi nhỏ tham gia cuộc cưng tiến về phía trước đi, phát sóng còn chưa đầy một tiếng mà đã lên hot xuất rồi, ngay lập tức có hàng trăm nghìn fan mẹ đấy. chương 279, từ nay về sau tự trọng chỉ là kẻ qua đường. Tô Yên đang nửa tỉnh nửa mê, lại càng bị lời nói của An Hinh làm cho bối rối. Cái gì mà cục cưng tiến tới? Cậu hãy bật TV lên trước đi, Hạ Phi với Tiểu Vũ đang tham gia một chương trình thực tế, đang phát sóng trực tiếp đấy. An Hinh còn cao hứng và sốt ruột hơn cả Tô Yên nữa, chỉ mong sao có thể chui qua được dòng điện tử trong điện thoại. Tô Yên đột nhiên tỉnh lại, cô vội vàng đi tới phòng khách mở tivi lên, xem chương trình thực tế An Hinh nói. Ngay sau khi tôi chuyển sang kênh chương trình thực tế, khuôn mặt đẹp trai của Hạ Phi đã được phản chiếu ngay trước mặt cô. Trong chương trình, Hạ Phi đội một chiếc mũ lưới trai, mang giày Martin, mặc quần harem và áo len Tổng thể trông rất nhẹ nhàng và điển trai và đầy phong cách quốc tế. Đặc biệt là đôi mắt của Hạ Phi, như có điện trong đó, quyến rũ người khác vô cùng. Chương trình nói về một nhóm trẻ em từ 5 đến 10 tuổi đang hoạt động ngoài trời, khi gặp những trường hợp khẩn cấp khác nhau, các bạn nhỏ sẽ giải quyết như thế nào? Thúc đẩy sự giải phóng bản chất bẩm sinh của trẻ em, trở về với tự nhiên. Trở lại nguyên trạng. Hạ Phi và Hạ Vũ mặc là một nhóm, tổng cộng có 5 nhóm. Hiện tại Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc là nhóm nổi tiếng nhất. Hạ Vũ Mặc ăn mặc giống như Hạ Phi, nhưng quần áo có màu sắc tươi sáng hơn một chút. Tô Yên sững sờ một hồi mới nhận ra những gì Hạ Phi nói tối hôm qua là sự thật. Hai đứa trẻ này thực sự gia nhập vào làng giải trí. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc là con trai của Lục Cận Phong, tập đoàn Lục thị mới tuyên bố phá sản không được bao lâu, hai đứa trẻ đã tiến vào làng giải trí. Với thân phận bối cảnh này thôi đã đủ để mang chủ đề riêng rồi, vừa xuất hiện đã nổi tiếng liên tục. Chương trình thực tế này ban đầu khá bình thường, nhưng bây giờ đã hoàn toàn nổi tiếng. Số lượng người xem chương trình thực tế ngày càng tăng, bởi vì nó được truyền hình trực tiếp, càng có độ chân thực hơn, phản ứng ngay tại chỗ của bọn trẻ cũng có thể nhìn thấy sự ra giáo. Hạ Phi lịch thiệp lễ phép, Hạ Vũ mặc nghịch ngợm phá phách nhưng cũng rất có đạo đức, cộng với chỉ số thông minh của hai đứa Hạ Phi còn đã từng đi huấn luyện ở trên đảo, game show thực tế thì không phải là chỉ chơi chơi thôi sao? Ngay sau đó trên mạng đã xuất hiện rất nhiều fan mẹ, hai đứa trẻ đáng yêu đến mức ai khiến ai cũng chỉ mong sao có thể ấm về nhà, thậm chí nhiều có không ít người bàn tán ở chỗ bình luận là làm sao để sinh ra được một đứa con trai vừa kháu khỉnh vừa dễ thương như vậy. Có khen thì cũng sẽ có chê. Có người nói Lục thị phá sản, bây giờ phải dựa vào hai đứa con để kiếm tiền nuôi gia đình tranh thủ thời gian phát quảng cáo, Tô Yên đã gọi điện cho Hạ Phi, câu đầu tiên nói là, cô cưng, mẹ đã nhìn thấy hai anh em con trên TV rồi, con trai của mẹ thật là tuyệt, ăn ảnh, đẹp trai, hai đứa nhất định phải giành vị trí đầu tiên đấy. Tô Yên sẽ không đánh giá thấp hay chỉ trích con trẻ đâu, đó không phải là quan niệm nuôi dạy con cái của cô. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc nhất định đã phải cân nhắc nhiều mặt mới có thể tham gia chương trình thực tế, hơn nữa từ xuất phát điểm của bọn trẻ mà nói là vì mục đích tốt, cô cưng của cô giỏi như vậy, làm sao có thể nỡ trách móc cho được. Cô cũng không quan tâm đến những anh hùng bàn phím đang chỉ trích cô và lục cận phong trên mạng, chỉ cần con trai cô không làm tổn thương người khác là cô đã vui rồi. Xem như là tụi nhỏ đang đi chơi, vậy cũng tốt. Hạ Phi nói qua điện thoại, mẹ, con và em trai nhất định sẽ giành được vị trí đầu tiên. Giọng của Hạ Vũ mặc cũng truyền đến, mẹ, tụi con là con của cha và mẹ. Được thừa hưởng gen tốt, nên nhất định sẽ rất giỏi nhảm nhí tô yên cười nói cục cương à hai đứa đối xử với mẹ bà cha có chút bất nghĩa đấy nhé trên mạng đều đang chỉ trích cha và mẹ đang ăn bám trẻ con đấy người khác toàn ăn bám người già vợ chồng cô lại ăn bám trẻ con thật là đáng xấu hổ mà hạ phi nói mẹ bọn họ đơn giản chỉ là ghen tị với mẹ mà thôi nhưng không phải ai cũng có thể giống như mẹ có thể sinh ra hai người con trai thông minh lại khôi ngô như tụi con Tâm trạng của Tô Yên cực kỳ tốt, ai là quản lý của tụi con đấy? Chú Khánh, thù lao thế nào, hai người đừng có bị lừa đấy. Một người mẹ có thể thoải mái như Tô Yên, đoán chừng chỉ có một người như vậy. Hạ Phi nói, mẹ à, mẹ đừng lo lắng, con em đã từng chịu thiệt bao giờ đâu chứ. Đúng lúc này, Lục Cận Phong cũng điện thoại tới, Tô Yên liền nói với hai đứa nhỏ, chơi vui vẻ nhé, giữ hiếu nghị là thứ nhất, thi đấu là thứ hai, cha của hai đứa gọi điện thoại tới rồi. Được rồi, tạm biệt mẹ. Hạ Vũ mặc nói, mẹ, thay tụi con hỏi thăm ba nha. Được. Tô Yên cười rồi cúp điện thoại, nhận cuộc gọi của Lục Cận Phong. Khi nào thì anh quay trở lại? Lục Cận Phong đã đi được một tuần rồi. Sắp rồi, Lục Cận Phong hàng ngày hỏi, Yên Yên, cơ thể của em đã khôi phục thế nào rồi? Vết thương còn đau không? Đây không phải là lần đầu tiên Lục Cận Phong đặt câu hỏi này, sự quan tâm hàng ngày đơn giản nhất nhưng có sức mạnh như cơn mưa phùn lẳng lặng nhỏ giọt. Khiến lòng người ta phải ấm áp lên. Em ổn cả, Tô Yên nghĩ đến chuyện của hai đứa nhỏ nên nói, đúng rồi, nếu bây giờ anh rảnh thì có thể bật tivi lên xem chương trình tạp kỹ trong nước. Hạ Phi và Tiểu Vũ đang tham gia một chương trình thực tế. Hai đứa nhỏ nói muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình. Lục Cận Phong, chúng ta đã xa đà đến mức còn ăn bám con nít rồi, anh có hổ thẹn không? hổ thẹn tiếng cười trầm thấp của lục cận phong từ đầu dây bên kia chuyển đến xem như là không hề nuôi hai đứa con trai vô ích để chúng đi chơi đùa cũng tốt nếu tụi nhỏ có thể nhận nhiều hoạt động hơn chúng ta có thể nghỉ hưu sớm rồi tô yên cười tủm tỉm anh có phải là cha ruột không đấy nói đùa xong hai người quay lại chủ đề chính tô yên hỏi anh đã tìm thấy lệ quốc minh chưa thấy rồi nhưng đã để ông ta chạy rồi Lục Cận Phong nói, Tô Kiệt và Lệ Quốc Minh đang ở cùng nhau, tạm thời người không sao. Anh vừa mới nói xong, liền có tiếng ồn ào truyền đến, Tô Yên nghe thấy tiếng của của Hà Huy, đại ca, cái tên Tony kia mang người tới đây rồi. Yên yên, anh cúp máy trước đây, em nhớ ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều vào, chờ anh quay về nhé. Tô Yên còn chưa kịp nói gì, Lục Cận Phong đã cúp máy rồi. Trong lòng Tô Yên hỗn loạn mấy phút, Vừa nghĩ đến mấy lần đại nạn lục cận phong đều đã vượt qua được, nên lần này cũng có thể vượt qua hiểm nguy mà thôi, trong lòng cô mới bình tĩnh lại được. Khi một người gặp những chuyện tồi tệ, hãy nghĩ đến hết tất cả những kết quả tồi tệ nhất, sau đó sẽ không có gì phải sợ hãi nữa. Tiểu Yên, Hạ Phi và Tiểu Vũ đang lên tivi. Lưu Tuyết Lam vội vàng từ bên ngoài đi vào. Bà đến trung tâm mua sắm để mua quần áo cho ba bảo vật và bốn bảo vật. Bà ta thấy tivi trong trung tâm thương mại đang chiếu chương trình thực tế đó thì vội vã quay về. Thời gian dừng quảng cáo kết thúc, chương trình thực tế lại tiếp tục. Tô Yên nói con đang xem nè. Xem cái gì chứ? Lâu Doanh tỉnh dậy từ trên lầu đi xuống, duỗi tay chân ra một cái, nhìn thấy Hạ Phi và Hạ Vũ mặc trên tivi, cô ấy kinh ngạc nói, tại sao hai đứa nó lại ở trên tivi? Hạ Phi nói rằng thằng bé tham gia chương trình thực tế đó để kiếm tiền nuôi gia đình. Tô Yên nói câu này mà không hề đỏ mặt. Lâu Doanh giơ ngón tay cái lên, "Chị à, tự trọng đâu, hai đứa nhỏ chỉ có chút xíu như vậy thôi, thật là đáng thương, còn nhỏ như vậy đã phải gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình nặng nề." "Tô Yên, tự trọng là ai vậy?" Lâu Doanh. Sau khi xem chương trình thực tế vài phút, Lâu Doanh thốt ra, "Hạ Phi quá thật là đã được huấn luyện, thi đấu với những đứa bé này không phải là tương đương với việc Vương Giả đấu với tay mơ, rõ ràng là chết chắc rồi sao?" Nhìn thấy sự nổi tiếng của hai đứa bé, Lâu Doanh dường như đã phát hiện ra cách kiếm tiền, "Chị à, hay là em làm quản lý cho hai cháu? Hà Phi và Tiểu Vũ được nhiều người yêu mến như vậy, lại nổi tiếng như thế, chị nên nhanh chóng tránh thủ kiếm chút tiền trong thời kỳ còn đang hot." Trước đây em đã từng nghe nói rằng ngành công nghiệp giải trí dễ kiếm tiền nhất. Tô Yên trợn tròn mắt, còn lòng tự trọng đã nói đâu. Lâu Doanh không cần thể diện nói tiếp, tạm thời khóa nó trong két sắt đi chị à chuyện hạ phi và tiểu vũ gia nhập vào làng giải trí chị xem có được hay không em đừng có mà có mưu đồ gì chị chỉ là muốn để tụi nhỏ chơi chơi mà thôi tô yên đứng dậy chị đi xem bé ba bé tư đây chị ơi em có tin đồn rằng tình địch của chị đã đến đế đô rồi lâu doanh nhân cơ hội nói ra điều kiện em sẽ giải quyết sạch chuyện này cho chị chị để cho em làm quản lý của hạ phi và tiểu vũ trong ba ngày để thỏa mãn Tô Yên hơi nheo mắt, Tần Nhã Hân đã đến rồi à? Chương 280, Tần Nhã Hân ngăn cản Hạ Vũ Mặc. Lâu doanh búng tay một cái, nói, đang mổ, dạng sáng mới thấy người tới. Người đó đâu? Trong lòng Tô Yên vô cùng bất an. Sự đe dọa từ phía Tần Nhã Hân ghê gớm hơn nhiều so với Tần Nhã Đan lúc trước. Vết thương trên mặt Tần Nhã Hân là do cô rạch chúng, món nợ này, kiểu gì cô ta cũng sẽ tới tìm cô tính sổ em chỉ biết người đã tới còn hiện giờ đang ở đâu thì tạm thời không rõ lâu doanh nói một khi tới thì đừng nghĩ tới việc rời đi mau chóng lần ra chỗ ở của tần nhã hân chị chị không cần căng thẳng như vậy chỉ là một tần nhã hân mà thôi đối với em là chuyện nhỏ lâu doanh không hề coi tần nhã hân là cái đinh gì trước đây tần nhã đan cũng thua bởi đàn em của cô ấy tần nhã hân giỏi nhất là chơi lén em không đấu lại cô ta ở điểm này đâu tô yên nói tiếp Lục Cận Phong đang ở nước M, Tần Nhã Hân lại chạy về đế đô, chắc chắn cô ta đang có âm mưu gì đó. Tô Yên nhớ tới gì đó, lập tức chạy ra xem TV. Địa điểm tổ chức chân nhân tú là một vùng nông thôn cách thành phố khoảng 60 cây em, thôn Trương Gia. Lâu doanh, tới thôn Trương Gia một chuyến, nhanh. Chị, ý của chị là Tần Nhã Hân sẽ có ý đổ xấu với Hạ Phi và Vũ Mặc Ư. Tô Yên thấy trong lòng nóng như lửa đốt, phòng trường hợp xấu xảy ra, nhanh, đi chuẩn bị xe, chị em mình cùng đi. Lâu doanh vội nói chị, chị còn chưa ở cứ xong, đi tới đó làm gì, để em đi là được rồi. Lưu Tuyết Lam cũng khuyên can, đúng vậy, Tiểu Yên, cháu mới sinh con chưa lâu, vết thương chưa lành mà đã vội ra gió, ngộ nhỡ để lại di chứng thì làm thế nào. Cô sinh mổ, cho nên vết thương không nhanh chóng hồi phục lại ngay được, mấy ngày nay phần lớn thời gian Tô Yên chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi mà thôi. Tô Yên nhìn lại tình trạng sức khỏe của mình, giờ mà cô đi cùng Lâu Doanh thì có lẽ còn gây cản trở hơn, thế nên cô bèn nói, Lâu Doanh, nhất định em phải đưa Hạ Phi và Vũ Mặc trở về an toàn. Được, chị yên tâm, Lâu Doanh cũng mỉm cười đáp lại, cô biết chuyện này vô cùng quan trọng, bèn lập tức lái xe tới thôn Trương Gia. Tô Yên cũng gọi điện thoại tới định thông báo cho Hạ Vũ Mặc, dặn thằng bé phải cẩn thận một chút, nhưng nhưng có lẽ do tín hiệu đường truyền không được tốt lắm nên cả hạ phi và hạ vũ mặc đều không bắt máy tô yên nhớ tới lục minh khánh nói sẽ dẫn hai đứa trẻ tới chân nhân tú cô bèn vội vàng gọi cho anh ta cuối cùng thì điện thoại cũng có tín hiệu kết nối lục minh khánh thấy cuộc gọi của tô yên anh ta tưởng cô muốn hỏi chuyện hạ phi và hạ vũ mặc tới chân nhân tú chị dâu xin lỗi vì không bàn bạc trước với chị đã đưa hai đứa trẻ con tới tham gia chân nhân tú lục minh khánh Hạ Phi với Vũ Mặc có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, kết thúc chân nhân tú rồi lập tức đưa chúng trở về đi. Chị dâu, chương trình còn đang phát sóng trực tiếp, tạm thời không thể kết thúc ngay được, chị yên tâm, có em ở đây, hai đứa nó sẽ không sao đâu. Lục Minh khánh tưởng Tô Yên lo tiết mục của chân nhân tú sẽ gây nguy hiểm đến hai đứa nhỏ, dù sao thì cũng đang đi dã ngoại, trẻ con dễ bị thương, thế là anh ta mới bảo đảm thề thốt với Tô Yên, chị dâu, Hạ Phi và Vũ Mặc vô cùng dũng cảm năng lực ứng phó với tình huống cũng tốt, em thấy hôm nay khả năng cao hai đứa nó sẽ giành giải nhất. Biết rồi chị dâu, đâu cần sốt sắng lên vậy đâu, em sẽ đưa hai đứa nó bình an trở về. Sau khi cúp máy, tôi yên vẫn cứ ngồi xem tivi, không đi đâu cả. Thôn Trương Gia, vốn dĩ nơi đây là một ngôi làng vô cùng thanh bình, yên tĩnh. Vậy mà nhờ tổ chương trình đưa biết bao nhiêu bạn nhỏ tới tham gia chân nhân tú mà bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt, Tất cả người của tổ chương trình cộng lại tầm hơn 30 người. Sau khi phát sóng trực tiếp được khoảng 2 tiếng, bọn trẻ con cũng thấm mệt nên tạm thời giải lao giữa giờ, tới giờ cơm trưa, mọi người cũng thu dọn đồ đạc để đi ăn. Đến chiều, chương trình lại tiếp tục phát trực tiếp. Mọi người đều ăn cơm cùng nhau trong một nhà dân, chỉ mượn sân bãi, người trong thôn vô cùng hiếu khách, cho nên rất vui vẻ đồng ý. Trong sân, mọi người đang nghỉ ngơi ăn đồ ăn vặt hoặc về phòng thay quần áo. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc vô cùng nổi bật nên được đối xử rất tốt, càng chưa kể đến Lục Minh Khánh cũng xuất hiện ở đây, tổ chương trình chăm sóc bọn họ chu đáo đến nỗi thiếu điều muốn bái họ làm tổ tiên mình luôn chứ đừng đùa. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc chỉ đồng ý tham gia chân nhân tú mùa 1, hợp đồng cũng chỉ ký có một mùa, giờ lại gây được hiệu ứng tốt như vậy, đương nhiên tổ chương trình rất muốn hai đứa nhóc tiếp tục tham gia. Đạo diễn chương trình tìm tới Lục Minh Khánh để thuyết phục anh ta đồng ý ký tiếp hợp đồng cho Hạ Phi và Vũ Mặc cùng lúc đó hai đứa nhóc vừa thay đồ ăn cơm trưa xong bèn ra sân xem các bạn nhỏ chơi đùa nhào lộn nhảy dây nhu cầu của đám trẻ con ở nông thôn rất đơn giản chỉ bằng vài trò chơi bình dị đã có thể khiến mọi người vui vẻ cả ngày lúc này bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe taxi màu đỏ đi vào trong thôn hạ phi bất giác nhìn về hướng chiếc xe đó có một người đàn ông đang lái xe phía sau có một người phụ nữ đang ngồi cô ta đội mũ vành nón che mất khuôn mặt nên nhìn không rõ dáng vẻ thế nào anh ơi em muốn đi vệ sinh đột nhiên hạ vũ mặc cảm thấy bụng mình hơi lấn cấn để anh dắt em đi nhà xí ở nông thôn xây đối diện với đường lớn hạ phi đưa hạ vũ mặc đi vệ sinh hạ phi vẫn luôn chú ý tới chiếc xe taxi màu đỏ kia người ngồi trong xe không hề xuống xe cậu bé cảm thấy rất kỳ lạ tính cảnh giác của hạ phi nhạy bén hơn rất nhiều so với người khác cậu bé luôn cảm thấy chiếc xe đó có điều bất thường. Anh ơi, em tiểu xong rồi, thoải mái quá đi. Hạ Vũ mặc xoa xoa cái bụng nhỏ đi ra. Hạ Phi nói, luôn phải đi sát theo anh, đừng để bị lạc. Sao vậy anh, Hạ Vũ mặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không có gì, Hạ Phi thu lại ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào chiếc xe đỏ đằng kia, vào phòng trước đi. Hai đứa nhóc đi vào phòng, người phụ nữ ngồi trong xe mới từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô ta từ từ lộ diện, vết sẹo kinh tởm trên mặt cô ta nhìn vô cùng đáng sợ. Tần Nhã Hân nhìn chầm chầm vào cổng thôn trương gia, rồi cô ta quay sang nói với người đàn ông lái xe, lát nữa cứ tùy cơ ứng biến. Vâng, thưa cô chủ, tài xế là người của địa sát. Sau khi nghỉ ngơi, 2 giờ chiều, tổ chương trình lại tiếp tục phát sóng trực tiếp. Mọi người đều di chuyển ra sau núi, cảnh quay lần này là ở sau núi. Trong lúc Hạ Phi thi đấu, hạ vũ mặc lại cảm thấy bụng mình không khỏe cậu bé thấy anh trai vẫn còn đang thi đấu còn lục minh khánh lại đang bàn chuyện với đạo diễn chương trình thế là cậu không nói với ai một tiếng nào đã ôm bụng chạy đi nhà xí tần nhã hân thấy hạ vũ mặc đi có một mình trong lòng cô ta lập tức mừng thầm đi bắt thằng danh con ấy lại cho tôi tài xế xuống xe mặc áo gió màu đen vô cùng bẩm trợt bộ dạng anh ta chẳng khác mấy thằng côn đồ thường thấy trên tv ngồi trong nhà xí Hạ Vũ Mặc vẫn chưa biết nguy hiểm đang rình rập, cậu bé ôm bụng ngồi xổm xuống giải quyết nhu cầu. Cả cái nhà xí này có mỗi hai cái bệ, thuộc kiểu mở, ở giữa có xây một bức tường ngăn cách bằng xi măng. Hạ Vũ Mặc vừa mới giải quyết xong nỗi buồn, đang lau lau rửa rửa thì chợt cậu bé nhìn thấy trên mặt đất có bóng người tiến sát lại chỗ mình. Từ cái bóng có thể thấy được đây là người lớn. Hạ Vũ Mặc còn chưa kịp kéo quần lên thì tài xế kia đã xông vào vẻ mặt hung tợn quát mắng, thằng nhóc, mày phải đi với tao. Nói rồi anh ta định bắt lấy cậu bé. Hạ vũ mặc theo bản năng vứt vẹt chỗ giấy vệ sinh vừa lau mông mình vào mặt tên tài xế. Tài xế cũng theo bản năng lấy chỗ giấy dính trên mặt mình xuống nhìn, trên đó vẫn còn dính chất gì đó đặc dệt màu vàng vàng, sau đó cả bàn tay anh ta đều tỏa ra cái mùi hương đó, quả thật là. Đệt, tài xế suýt chút nữa thì nôn ẹ tại chỗ. Cứu tôi với hạ vũ mặc vừa kéo quần vừa la toáng lên kêu cứu cậu bé toan chạy ra cửa thằng danh con này để tao xem xem hôm nay mày chạy đi đâu biết điều thì ngoan ngoãn theo tao chuyện đam mỹ tài xế thẹn quá hóa giận giơ tay ra định bắt lấy hạ vũ mặc hạ vũ mặc lại nhanh như con lươn bắt mãi không được trong nhà xí chật hẹp hai người bọn họ giống như diều hâu đang đuổi bắt gà con hạ vũ mặc vội vàng trèo lên bờ tường xi măng Tài xế định trèo lên thì Hạ Vũ Mặc đã nhảy xuống bệ xí bên cạnh, tài xế kia vồ hụt, không chú ý tới bên dưới chân mình, một chân anh ta đạp hụt thế nào mà lại đạp trúng cái hỗ ban nãy Hạ Vũ Mặc tụt quần giải quyết nỗi buồn, nhấc chân lên thì ôi thôi, toàn là phân màu vàng trói. Lần này tài xế kia thật sự không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo. Hạ Vũ Mặc đứng cười ha ha, làm mặt quỷ với anh ta, muốn bắt tôi ư, tới đi nè, đâu có bắt được. Hạ Vũ mặc nhân cơ hội nhảy xuống rồi co cẳng chạy biến ra ngoài. Vừa mới chạy ra ngoài, còn chưa kịp kêu cứu thì thằng bé đã đâm sầm phải một người. Hạ Vũ mặc ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, lập tức bị dọa đến mức lùi về sau, bất giác thốt ra một câu, xấu quá. chương 281, Lâu Doanh đạp một phát khiến Tần Nhã Hân ngã xuống ruộng nước. Xấu quá. Đối với một người phụ nữ mà nói, hai chữ này chẳng khác nào mũi dao găm trúng tim. Tần Nhã Hân thẹn quá hóa giận, cô ta xách cổ áo phía sau gáy của Hạ Vũ mặc lên, mặt tao bị thế này đều là do Tô Yên gây ra, món nợ của mẹ mày, hôm nay tao sẽ tính lên đầu con trai cô ta. Hạ Vũ mặc giấy ruộng, đồ xấu xí, hóa ra là cô thua trước mẹ tôi, đánh không lại mẹ tôi nên mới bắt nạt một đứa nhóc như tôi, thật là mất mặt, đáng xấu hổ. Giọng điệu khinh thường của Hạ Vũ mặc càng khiến Tần Nhã Hân sôi máu. Trẻ con bây giờ ghê gớm thật đấy nhỉ. Hạ vũ mặc cố hét lên để kêu cứu, cứu mạng với. Cứu mạng với. Tần Nhã Hân vội vàng dùng tay bịt miệng hạ vũ mặc lại, mày yên tâm, tạm thời tao sẽ không làm hại gì đến mày, mày chỉ là con mồi trong tay tao mà thôi, để rồi xem Tô Yên giải quyết chuyện này như thế nào, còn nếu mày không nghe lời thì giờ tao lập tức cho mày về trầu trời. Vừa nghe cô ta nói muốn dùng mình để ép mẹ, tạm thời không có gì nguy hiểm thì hạ vũ mặc không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa cần phải hết sức cẩn trọng để giữ lại cái mạng nhỏ này, thế là hạ vũ mặc không dẫy dụa nữa. Người trong thôn đã ra sau núi hết cả, giờ có gào lên kêu cứu cũng chẳng tác dụng gì. Hạ vũ mặc rất hiểu chuyện. Hồi trước cậu bé đã từng có kinh nghiệm bị bắt cóc, hạ vũ mặc già dặn hơn bạn cùng trang lứa nhiều, sự bình tĩnh ở cậu bé chưa chắc người trưởng thành đã có được. Tần Nhã Hân thấy tài xế từ trong đi ra, chân anh ta tỏa ra mùi hương vô cùng khó ngửi, cô ta lập tức bịt mũi lại nhăn nhó, mùi gì vậy? Đây là phần của thằng danh con kia, cũng không biết nó ăn cái gì mà thối như vậy. Tài xế còn cố ý dơ chân lên cho Tần Nhã Hân xem. Tần Nhã Hân vừa trông thấy giày của tài xế thì suýt chút nữa nôn Huệ vứt ngay đôi giày của anh đi, gớm quá. Vâng, thưa cô chủ. Không chỉ giày mà ống quần của anh ta cũng dính phải thứ đó, anh ta thật sự là không thể chịu nổi nữa. Cởi luôn cái quần mặc bên ngoài ra. Tần Nhã Hân ghét bỏ lùi lại sau mấy bước. Tài xế chỉ đành cởi bò quần ngoài ra, chỉ chưa lại cái quần thu đông màu đỏ chóe bên trong. Đã là mùa xuân rồi mà anh ta còn mặc quần thu đông. Hạ Vũ mặc đẩy cánh tay Tần Nhã Hân ra rồi quay sang buông một câu, chú dị ơi, xem ra cơ thể chú không được khỏe cho lắm. Sắp ra tới nơi rồi, chú ý sức khỏe của mình nhé. Sau đó lại bắt đấy tay Tần Nhã Hân bụng miệng mình lại. Tần Nhã Hân tay của cô ta là hàng trưng bày hay gì? Tài xế sầm mặt lại. Anh ta mới có 30 tuổi, là một người đàn ông đang độ xuân sắc chứ giả cái gì? Sắc mặt tần nhã hân cũng không lấy làm vui vẻ gì, cô ta ném hạ vũ mặc cho tài xế, đưa lên xe. Tài xế xách hạ vũ mặc lên y như xách một con gà con, vô cùng dễ dàng, chân của hạ vũ mặc rất nhanh không còn chạm xuống đất được nữa. Anh ta cứ thế mặc quần thu đông màu đỏ, tay sách gáy áo hạ vũ mặc đưa thằng bé lên xe, tần nhã hân cũng theo sau. Xe vừa mới khởi động thì đằng sau hông xe như có vật gì đó đè lún xuống. Tần nhã hân ngoái đầu lại nhìn, hai mắt cô ta lập tức mở trừng trừng kinh ngạc. Lốp xe bị xì hơi lúc nào vậy? Tần nhã hân lập tức đề cao cảnh giác nhìn khắp xung quanh, không thấy có ai bèn vội vàng nói, xuống xe, anh đưa thằng bé rời khỏi thôn, để người của chúng ta tới tiếp ứng. Bỗng nhiên cả thôn làng trở nên tĩnh mịch tới đáng sợ. Tài xế kẹp lấy ngang hông Hạ Vũ mặc đưa xuống xe, còn chưa đi được hai bước đã cảm thấy sau gáy đau nhói. Gáy anh ta bị một hòn bi bằng thép bắn trúng. Á! À, tài xế kêu to một tiếng, theo bản năng bèn thả Hạ Vũ mặc xuống, sờ tay ra sau gáy. Cách đó khoảng 10 mét, Hạ Phi đang đứng, tay cầm ná bắn bi, cậu bé bắn thêm mấy quả nữa, tất cả đều nhắm vào tần nhã hân và tên tài xế đi cùng cô ta. Vũ Mặc, lại đây, Hạ Phi nói lớn. Hạ Vũ Mặc vừa nhìn thấy anh trai thì lập tức chạy thật nhanh về phía cậu bé. Mau bắt hai thằng danh con đó lại cho tôi. Tần Nhã Hân cũng bị trúng mấy viên do Hạ Phi bắn ra, đau đến mức hoa mắt, chỉ đành trốn sau lưng tài xế, không ngừng quát tháo. Vâng, thưa cô chủ, tài xế đi lên phía trước. Không muốn sống nữa à? Hạ Phi nắm ná bắn bi trong tay, nhắm chuẩn tới vị trí phía dưới của tài xế rồi bắn ra một phát. Á! À, tài xế kêu lên một tiếng thảm thiết, đau tới mức hai hột mắt mở trừng trừng như sắp rớt ra ngoài. Anh ta vội ôm đúng quần nhảy tương tương tại chỗ. Hạ Phi sờ sờ mũi mình, muốn hại em trai tôi ư? Chán sống! Anh ơi, anh ác quá vậy! Hạ Phi lộ ra vẻ hâm mộ. Tần Nhã Hân vô cùng tức giận, cô ta đẩy tài xế kia sang một bên, đồ vô dụng. Lúc này, một vài chiếc xe khác tiến vào trong thôn, toàn bộ đều là người của Tần Nhã Hân lúc trước vì sợ đánh rắn động cỏ nên tần nhã hân không dám đưa người vào trong thôn tần nhã hân cười lạnh lùng hai thằng danh con chúng mày nếu không muốn bị thương thì khôn hồn đi theo tao theo vai vế thì quả thực hạ phi và hạ vũ mặc phải gọi tần nhã hân hai tiếng dị út hạ phi giấu hạ vũ mặc sau người mình cậu bé nhìn quanh sắc mặt bình tĩnh không đổi có bản lĩnh thì bắt được hai anh em tôi rồi nói nói xong cậu bé lập tức cầm tay em trai mình chạy xuống bờ ruộng đuổi theo cho tôi, Tần Nhã Hân ra lệnh, nhanh lên một chút, đừng để người trong thôn phát hiện ra. Vâng, thưa cô chủ. Bọn đàn em đồng loạt hô to, lập tức làm theo mệnh lệnh của cô ta. Từ sau khi Tần Nhã Đan chết, người của điện sát cũng dần coi Tần Nhã Hân là cô chủ của mình. Chuyện Tần Trấn Lâm giả chết, đến nay mới có ba người, Tô Yên, Lục Cận Phong và Tần Nhã Hân biết, cho nên hiện giờ Tần Nhã Hân chính là chủ của điện sát bảy tám người đuổi theo hai anh em Hạ Phi, hai đứa trẻ này vô cùng thông minh, chúng chia nhau chạy về hai hướng khác nhau nhằm giảm xác suất bị tóm lại. Hạ Phi vừa chạy vừa dùng ná bắn bi, còn Hạ Vũ mặc từng trải qua huấn luyện nên thân thể cậu bé rất nhanh nhẹn, mấy người này không hề dễ dàng có thể bắt được hai đứa. Nhưng kỳ này Hạ Vũ mặc thảm rồi. Vốn dĩ người cậu bé hơi mập, không chạy nhanh được, mới được một chốc đã thở không ra hơi, rất nhanh cậu đã bị ba tên đuổi kịp rồi vây lại bé mỡ, để tao xem mày còn chạy được đi đâu. Hạ vũ mặc thở hồn hển tay ôm bụng, hình như lại có cảm giác đau bụng rồi. Hạ phi thấy em mình bị vây lại, muốn tới giúp nhưng cũng bị bốn tên khác vây lại, không thoát được. Tần Nhã Hân đứng bên bờ ruộng, bé mỡ, để tao xem mày chạy đi đâu. Tôi không phải bé mỡ. Hạ Vũ Mặc không thích người khác nói mình là bé mỡ. Đột nhiên, Hạ Vũ Mặc hét lên với Tần Nhã Hân, dì út. Lúc này rồi mày gọi tao là gì út cũng chẳng thay đổi được gì đâu." Tần Nhã Hân cứ tưởng Hạ Vũ Mặc đang gọi mình, bèn hừ lạnh một tiếng, "Gì út? Ai bảo gọi bà đây không có tác dụng." Giọng nói lanh lảnh của Lâu Doanh vọng lên từ sau lưng Tần Nhã Hân. "Nếu không phải do giữa đường xe của cô bị chết máy thì cô đã tới đây từ lâu rồi." Thấy Lâu Doanh tới, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc mới thở phào một hơi. Lâu Doanh đúng là cứu tinh của hai cậu bé. Tần Nhã Hân quay người lại, thấy Lâu Doanh hít mắt nhìn mình cười cười, nhất thời cô ta lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, mau, mau ném thẳng béo xuống ruộng nước. Cách Hạ Vũ mặc một đoạn không xa là một hồ nước. Chiều này của Tần Nhã Hân chỉ nhằm đánh lạc hướng sự chú ý mà thôi. Tần Nhã Hân không thể đánh nhau, cô ta không giống Tần Nhã Đan, trải qua huấn luyện, nói trắng ra thì cô ta là một bánh bèo chính hiệu có lòng dạ ác độc. Tần Nhã Hân biết trình độ của Lâu Doanh kinh khủng tới mức nào, cộng tất cả những người cô ta đưa tới hôm nay cũng chưa chắc là đối thủ của Lâu Doanh. Trông thấy có người muốn hãm hại Hạ Vũ Mặc, Lâu Doanh lập tức đạp một phát khiến Tần Nhã Hân rơi tóm xuống ruộng. Tần Nhã Hân ngập người trong bùn đất, Lâu Doanh cứ thế dẫm lên lưng cô ta rồi bước về phía Hạ Vũ Mặc. Đây là ruộng nước, thế nên Tần Nhã Hân bị ướt hết người, hai mắt, mũi và miệng đều nhem nhuốc đất bùn, cô ta lồm cồm bò dậy, chẳng nhìn thấy gì hết. Tần Nhã Hân gạt đống bùn dính trên mặt mình xuống, lập tức chạy. Chương 282, quan điểm của Hạ Phi vô tình bị bác bỏ. Lâu Doanh lần lượt hạ đo ván từng tên đàn em của Tần Nhã Hân, đồng thời quăng bọn họ xuống hồ nước, nhìn chẳng khác nào đám vịt đang đập cánh loạn xạ dưới đó. Bốn tên vây quanh Hạ Phi thấy thế cũng định bụng tháo chạy. Lâu Doanh lạnh lùng nhếch mép, muốn chạy ư? Xuống nước hết cho bà đây. Cô gái này là sao vậy? Sao lại có người con gái dũng mãnh như vậy cơ chứ? hai tay lâu doanh sách hai tên, dùng lực một chút đã có thể đẩy hai tên đó ngã xuống hồ nước. Hồ nước không sâu cũng không cạn, rộng khoảng 1m5-1m6 gì đó, vừa đủ ngập đến cổ đám côn đồ này. Động tĩnh trước thôn chẳng mấy chốc là kinh động tới người dân đang ở sau núi. Lục Minh Khánh không nhìn thấy hai đứa cháu của mình đâu nữa bèn lập tức cùng ban tổ chức chương trình ở về thôn tìm. Khoảng mấy chục người hùng hổ đi tới. Lúc này, Tần Nhã Hân mới loạn choạng bò vào trong một chiếc xe, tài xế mặc quần thu đông đỏ ban nãy thấy thế cũng vội vàng lên xe. Mau, lái xe đi, Tần Nhã Hân vội hét lên. Lâu doanh thấy Tần Nhã Hân định bỏ chạy, cô bèn hét lên với người trong thôn, bọn họ là quân bắt cóc, mau bắt họ lại. Vừa nghe thấy có kẻ bắt cóc tới làng mình, người dân trong thôn vô cùng kích động, lập tức đóng cửa thôn ngăn người. Lục Minh Khánh cũng xứng người mất một lúc rồi nhanh chóng xông tới chặn chiếc xe định rời khỏi thôn, đồng thời hô to mọi người mau tới giúp một tay tổ chương trình lập tức chạy tới chặn kín đường đi còn có cả người dân cầm quốc gia đạp cửa xe tài xế phát hoảng cô chủ ơi chúng ta phải làm gì bây giờ cứ đạp ga phóng ra khỏi đây đi tần nhã hân cũng sốt ruột nếu bọn họ không sợ chết thì cứ mặc xác cho họ đứng đấy tài xế cũng không nghĩ được nhiều nữa anh ta thẳng chân đạp ga lái xe ra khỏi thôn lục minh khánh vội kêu lên mọi người mau tránh ra mọi người đồng loại giãn ra cũng không thể lấy tính mạng ra chơi đùa được chiếc xe cứ thế phóng thẳng tần nhã hân quay lại nhìn người dân trong thôn và đám người lâu doanh trên bờ ruộng sau đó nghiến răng nghiến lợi vô cùng tức giận món nợ này cô ta nhất định sẽ đòi lại khắp mặt tần nhã hân toàn là bùn đất chỉ còn chừa mỗi hai con mắt chỗ sẹo lồi lõm trên gương mặt cũng bị bùn lấp mất cả người cô ta toàn bùn là bùn cả đời này cô ta chưa bao giờ phải chịu sự tủi hổ như vậy. Chiếc xe đã khuất dạng, lâu doanh cũng không đuổi theo nữa, giờ có đuổi cũng không đuổi kịp. Cô ấy nói với Lục Minh Khánh, anh đẹp trai này, phiền anh báo cảnh sát giúp tôi, nói với họ rằng đám người kia là bắt cóc. Lâu doanh không thể nói bọn kia là người của điện sát, sợ sẽ làm mọi người hoảng sợ nên mới nói dối là bắt cóc. Lúc Tô Yên sinh con hồi trước, Lục Minh Khánh đã từng gặp Lâu Doanh, khi đó anh ta chỉ liếc qua cô một chút, quả thực là một cô gái xinh đẹp, nhưng anh ta lại không chú ý mấy. Còn lâu doanh lúc này lại khoái chí rung chân, tay cầm gậy trúc, thỉnh thoảng lại vụt vào bọn bắt cóc toàn bò lên bờ, vô cùng tự đắc sung sướng, bộ dạng cô ấy trông chẳng khác nào đang câu cá. Lâu doanh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đeo thắt lưng ra màu đen để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, mặc một chiếc quần jean màu xanh nhạt vừa vặn, đi đôi bốt đen thời thượng, buộc tóc đuôi ngựa, một làn gió thổi ngang qua khiến những sợi tóc bay phiêu lãng trong gió hình ảnh này của cô ấy vừa ngầu vừa xinh đẹp mọi thứ như đóng băng cảnh tượng vô cùng động lòng người lục minh khánh nhìn lâu doanh nhất thời ngẩn cả người ra mà đâu chỉ có mình anh ta ngẩn người không ít người trong tổ chương trình cũng đứng hình tại chỗ một cô gái ngầu lòi như vậy trên đời này thật hiếm có lục minh khánh tỉnh táo lại những người này đều do một mình cô giải quyết sao lâu doanh nhìn bọn người ở dưới nước bằng con mắt khinh bỉ nói, đúng vậy, chẳng khác nào một đĩa thức ăn hổ lốn. Lục Minh Khánh nuốt nước bọt, cảm thán trong lòng cô gái này thật dũng mãnh. Bảy người đàn ông to con mà không đấu lại một lâu doanh. Lục Minh Khánh đã gọi điện báo cảnh sát, sau đó vội vàng chạy tới hỏi thăm hai đứa cháu trai của mình, hai đứa không sao chứ? Lục Minh Khánh vẫn còn hơi hơi khiếp đảm, lần này mà để xảy ra chuyện thì anh ta có chết ngàn vạn lần cũng không hết tội anh ta nhớ tới cuộc điện thoại mà Tô Yên gọi đến hôm trước, cho nên chuyện này chỉ đành trách anh ta, do anh ta không trông nom hai đứa nhỏ cẩn thận. Không sao à, Hạ Phi lắc đầu, sau đó cậu bé cất ná bắn bi đi. Hạ Vũ Mặc cũng cầm một que trúc, ngồi xổm xuống bờ ruộng chọc chọc vào đầu bọn bắt cóc, đánh bọn họ liên tục như đập chuột, ai bảo mấy người bắt tôi, ai bảo mấy người kêu tôi là bé mập, hừ. Tuy đã vào mùa xuân nhưng tiết trời hãy còn lạnh, nước trong hồ cũng lạnh cắt ra, bảy tên bắt cóc to con ngâm mình dưới nước chưa bao lâu đã run rẩy một người trong số đó cầu xin tha mạng cho chúng tôi lên bờ trước được không lạnh quá đợi chị đây một lát đi lâu doanh liếc một cái đầy lạnh lùng sau đó cô ấy gọi điện thoại cho tô yên phía cảnh sát rất nhanh chóng đã tới nơi biết được sự việc một mình lâu doanh cân tất bao nhiêu tên bắt cóc xong mặt mày ai nấy đều lộ rõ vẻ khâm phục bọn bắt cóc đều bị giải về đồn cảnh sát bao gồm cả lâu doanh Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc cũng được đưa về lấy lời khai. Lâu Doanh cảm thấy như vậy rất phiền hà, có điều nghĩa vụ của một công dân tốt chính là phối hợp điều tra cùng cảnh sát, cho nên cô cũng vui vẻ phối hợp. Lời khai của Lâu Doanh khớp với Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, như vậy đương nhiên kết luận được đám người kia là kẻ bắt cóc, Tần Nhã Hân trở thành đầu sỏ và tội phạm truy nã. Suốt chương trình, đại đội trưởng Lãnh Phùng chẳng nói chẳng rằng câu nào tự nhiên lại đi tới trước mặt Lâu Doanh bởi vì luyện tập thường xuyên nên vóc người của lãnh phùng vô cùng to con cơ bắp cuồn cuộn các nét rắn chắc khiến người khác nhìn vào có cảm giác vô cùng mộc thở người này mà ở thời cổ đại chắc sẽ trở thành một vị tướng quân nào đó cũng nên gương mặt góc cạnh nam tính đôi mắt đen lấy vừa sâu vừa toát ra vẻ uy nghiêm lâu doanh đề cao cảnh giác làm gì đấy chào cô tôi tên lãnh phùng đội trưởng đội cảnh sát hình sự mời cô tham gia vào đội chúng tôi Lãnh Phùng nói rất chân thành, gần đây sở cảnh sát chúng tôi đang thiếu người, không biết cô lâu đây có hứng thú trở thành cảnh sát không? Bảo vệ an toàn cho tài sản và tính mạng của người dân. Hở! Lâu doanh trợn mắt ngạc nhiên, cô không nghe nhầm chứ? Cô chỉ là đầu gấu tự do, vậy mà lại được mời làm cảnh sát, có chuyện nực cười nào hơn thế không? Lâu doanh cười to hai tiếng, thật ra trong lòng cô cũng muốn lắm. Đây chính là công việc ổn định ăn cơm nhà nước nuôi, có sự hậu thuẫn của quốc gia như vậy chẳng phải sau này cô không cần lo lắng gì nữa rồi sao hơn nữa lãnh phùng lại đúng gu lâu doanh quá khí chất nam tính phong độ ôi cái cơ bắp kia nhìn thôi đã khoái chảy nước miếng hạ phi và hạ vũ mặc cũng cảm thấy chuyện này không thể tin nổi hai cậu bé đưa mắt nhìn nhau như này chẳng phải đang lấy quốc gia ra làm trò đùa sao dáng người lãnh phùng cao lớn cô lâu có thể suy nghĩ một chút đội chúng tôi rất mong muốn cô tham gia vào mong cô cân nhắc kỹ sau đó gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào, đây là số điện thoại của tôi. Qua, wow, thật là kích thích quá đi. Lâu doanh lộ ra nụ cười u mê chết người, nhận lấy tấm danh thiếp từ tay lãnh phùng, để tôi suy nghĩ nhé. Dì út, chúng ta nên đi thôi. Hạ Phi chặn trước mặt lâu doanh, chặt đứt luồng mơ tưởng hão huyền của cô ấy, nhỏ giọng nói, lau nước miếng của dì đi kia. Lâu doanh định thần lại, lập tức lau lau nước miếng liêm sỉ của mình, bèn phát hiện ra Hạ Phi đang trêu chọc. Thằng danh này, dám trêu cả dì út, lâu doanh lườm Hạ Phi một cái, nói, đi thôi đi thôi. Lâu doanh quay lại vẫy vẫy tay với lãnh phùng, đội trưởng lãnh, tạm biệt anh. Hiếm khi nào thấy cô ấy nhiệt tình với người khác như vậy. Đi thôi, Hạ Phi không nể mặt mà kéo người đi luôn. Chậm chậm một chút, Hạ Phi, đi vội thế làm gì, dì út còn chưa ngắm trai đẹp đủ mà. Lâu Doanh đi ra khỏi cửa bắt gặp một đoàn cảnh sát mặc thường phục đang trở về, bèn thốt lên, quả nhiên trai đẹp toàn làm trong nhà nước, hại mình đến tận bây giờ còn chưa tìm được người yêu. Suy nghĩ của Lâu Doanh thật là nguy hiểm, Hạ Phi vừa nghe đã lập tức phản bác lại, đàn ông ở ám dạ chúng ta cũng đẹp trai bỏ sự, anh vạn nhất chẳng phong độ quá còn gì. Con gà luộc đó hả? Ôi thôi bỏ đi. Hạ Phi định đề cử Vạn Nhất một chút vậy mà lại bắt gặp vẻ mặt lạnh nhạt ghét bỏ của Lâu Doanh. Hạ Phi bèn lắc đầu thở dài, hai, cậu bé cũng nhiệt tình quá rồi. chương 283, nửa đêm có người ngoài cửa. Lãnh Phùng và Vạn Nhất là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, một người thì cực kỳ nam tính, giống như một vị hoàng tử thời cổ đại bước ra từ trong tranh vậy, phong lưu rộng lượng. Thế mà, không cần dùng vũ lực. Lâu Doanh cũng là người rất sùng bái cường giả, đột nhiên so sánh, thì Vạn Nhất thật sự không có ưu thế gì, chưa kể trước đây vạn nhất còn nhốt lâu doanh vào trại giam nữa cô lâu hạ phi hạ vũ mặc lục minh khánh đang đợi ở bên đường nhìn thấy có người đi ra vội vàng bước lên trước xong hết việc rồi đúng không tôi đưa mọi người về lục minh khánh cảm thấy rất áy náy có mỗi đứa trẻ thôi cũng không chăm sóc được anh ta nhất định phải đích thân đi giải thích với tô yên chú khánh chú đừng tự trách mình nữa chuyện hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn cả hạ vũ mặc nhìn thấy tâm tư của lục minh khánh rất biết an ủi người khác lục minh khánh càng tự trách bản thân mình hơn vừa rồi nguy hiểm cho hạ vũ mặc biết bao mấy người cùng nhau lên xe hạ phi hỏi dì út sao dì lại ở đây mẹ của con có linh cảm là tụi con đang gặp nguy hiểm nên kêu dì đi xem xem đi được giữa đường thì xe bị hỏng dì đi nhờ xe tới đây đó lâu doanh nói đúng là giữa người mẹ và người con thật sự có thần giao cách cảm mẹ con nói rất đúng xem ra tình hình bên phía cha cũng không khả quan lắm nếu không thì tần nhã hân cũng không chạy qua bên này hạ phi lo lắng đừng lo cha của con cũng đâu có yếu đuối như vậy tụi con quá coi thường cha tụi con rồi còn nhớ có lần đại ca lệ đem mấy chục người tới tấn công lâu doanh ý thức được là mình lỡ miệng rồi lập tức cười gượng chuyển chủ đề gần đến nơi rồi lúc trước thiên lang và ám giả có không ít mâu thuẫn cũng có không ít những cuộc tranh chấp đánh nhau Lệ Quốc Minh thậm chí còn bí mật mang người tới tập kích Lục Cận Phong. Nhưng những chuyện này không thích hợp để nói ra ngoài, vì chắc chắn nó sẽ làm tăng thêm sự hận thù của hai bên. Từ tận đáy lòng của Lâu Doanh mà nói, cô ấy vẫn mong có thể hòa bình lại. Xe đã đến nhà họ Lý. Tô Yên đang đợi trong phòng khách, thấy hai đứa trẻ bình an vô sự trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cục cưng, tới đây mẹ ôm nào. Tô Yên chờ đợi trong lo lắng cả nửa ngày trời mẹ, chúng con không sao rồi. Hạ vũ mặc nhào vào trong lòng của Tô Yên, an ủi Tô Yên, cũng may là dì nhỏ đến kịp lúc, đúng rồi mẹ, dì nhỏ rất lợi hại, đấm vài phát thôi là khiến bọn chúng ngã lăn ra rồi. Hạ vũ mặc trước giờ vẫn luôn sùng bái lâu doanh. Tô Yên ôm hai đứa nhỏ, xác định không bị thương, mới hỏi, lâu doanh, tần nhã hân đâu? Chạy rồi, lo đánh nhau quá không để ý. Lâu doanh nói chị, không sao đâu, bên cảnh sát đã đăng thông báo truy nã rồi, có nhiều người dân làm chứng lắm. Lục Minh Khánh tiến lên phía trước, chị dâu, xin lỗi, là do tôi sơ suất, suýt nữa khiến Hạ Vũ mặc Hạ Phi gặp tai nạn. Người còn nguyên vẹn trở về là được rồi. Tô Yên cũng không oán trách, suy cho cùng, Tần Nhã Hân cũng là đang nhắm vào cô. Lục Minh Khánh cảm thấy rất khó chịu, anh ta hy vọng Tô Yên có thể mắng chửi anh ta vài câu, thì anh ta mới cảm thấy dễ chịu chút. Chị dâu, Trận đấu ngày mai tôi giúp Hà Phi Hạ Vũ mặc hủy bỏ rồi. Hôm nay bọn chúng bị dọa sợ rồi. Chuyện bước vào giới giải trí vẫn là nên bỏ đi. Lúc trước là do tôi suy nghĩ không thấu đáo. Vừa nghe thấy không thể tham gia trận đấu, Hạ Vũ mặc không vui. Chú Khánh không thể cứ hủy bỏ như vậy được chứ. Hạ Vũ mặc rất muốn tiếp tục tham gia chương trình thực tế. Độ nổi tiếng cao như vậy, nói không chừng rất nhanh có thể trả được nợ thay cho cha rồi. Chỉ cần là điều em trai muốn làm. Hạ Phi từ trước đến giờ vẫn luôn chiều theo, chú Khánh, lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cháu và em trai sẽ cẩn thận. Lục Minh Khánh nhìn Tô Yên, Tô Yên muốn từ chối, Hạ Phi dành nói trước mẹ, gặp chuyện gian nan là trùn bước, đây đâu phải tích cách của con cháu nhà họ Lục, nếu mẹ không yên tâm, có thể nhờ chú vệ Tây hộ tống tụi con mỗi ngày. Lâu doanh sung phong đảm nhận, em nè, còn có em nữa, chị, em có thể làm người đại diện cho bọn chúng mà, nghe nói giới giải trí có rất nhiều trai đẹp, nói không chừng em còn có thể thoát được kiếp cô đơn đó. Tô Yên ngạc nhiên nhìn Lâu Doanh, đây là lần đầu tiên cô nghe Lâu Doanh nói muốn tìm bạn trai. Lời nói của Lâu Doanh cũng thu hút Lục Minh Khánh liếc mắt nhìn một cái, sau đó lỗ tai hơi đỏ lên. Dưới sự năn nỉ của Hạ Phi Hạ Vũ Mặc, còn có Lâu Doanh bên cạnh bảo vệ, Tô Yên không thể nói từ chối được nữa. An toàn là trên hết, chơi vui là được, cha và mẹ cũng không mong hai con thực sự kiếm được tiền tham gia chương trình thực tế này xong, bọn con không được tiếp tục gây chuyện nữa. Dạ, đều nghe lời mẹ hết. Hạ vũ mặc vui sướng nhảy dựng lên. Lục Minh Khánh ở nhà họ Lý được một lúc, thì tổ chương trình gọi điện tới, anh ta cũng phải rời đi trước rồi. Hạ Vũ Mặc bắt đầu nói hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Tô Yên. Tô Yên rất kinh ngạc khi biết đội trưởng đội điều tra tội phạm có ý định mời lâu doanh tham gia. Tô Yên vô thức nói, người trong giang hồ mà giờ lại đi làm cảnh sát, đây không phải là một trò đùa sao? Lâu Doanh khụ khụ. Lâu Doanh cũng ngượng ngùng nói, em cũng không ngờ tới đó, bản thân lại có một ngày trở thành người có phép tắc, ăn cơm của nhà nước. Tô Yên hỏi, Lâu Doanh, em nghĩ thế nào về chuyện này? Lâu Doanh suy nghĩ, nở một nụ cười nham hiểm giống như mèo gặp được chuột vậy, lãnh phùng đó nhìn cũng khá đẹp trai đấy, rất nam tính, phó công cao cường, cơ bắp phạm vỡ, rất hợp gu của em. Đây là lúc nhìn mặt thấy ác rồi. Tô Yên chớp mắt, Lâu Doanh, không ngờ em lại có khẩu vị mặn như vậy. Đây là chuyện riêng của Lâu Doanh, Tô Yên cũng không tiện đưa ra ý kiến, thật ra Lâu Doanh và Bạch Phi Minh không thể quay về Thiên Lang, làm việc cho cảnh sát cũng rất tốt, ít ra cũng có người chống lưng. Công việc nghiêm túc. Tần Nhã Hân đang ở Đế Đô, nơi luôn luôn là một mối đe dọa. Tô Yên gọi điện cho Tần Trấn Lâm, dò hỏi có phải Tần Nhã Hân đã đến tìm ông ta không. Tần Trấn Lâm hoàn toàn không biết chuyện này, bây giờ ông ta không quan tâm việc đời, chỉ toàn tâm bảo vệ Nghĩa Trang, trước giờ chưa từng rời khỏi đó lần nào, cũng không quan tâm đến chuyện của địa sát. Tần Trấn Lâm cũng không muốn nhìn thấy hai chị em đánh qua đánh lại, nên đã gửi cho Tô Yên một chiếc nhẫn bằng ngọc. Chiếc nhẫn bằng ngọc này là tượng trưng cho thân phận lão đại của địa sát, Tô Yên nắm giữ nó, người của địa sát sẽ nghe theo lời Tô Yên. Khi lấy được chiếc nhẫn bằng ngọc, Tô Yên không nhịn được mà gọi một cuộc điện thoại phàn nàn, đồng chí ông Tần, có đồ tốt như vậy sao không đưa ra sớm hơn chứ? Con cũng đâu nói sớm đâu, dù sao cũng cảm ơn. Tô Yên hỏi, ông không đến thăm cháu ngoại của ông sao? Sau khi đứa bé ra đời, Tần Trấn Lâm chưa từng tới thăm. Có gì đẹp đâu, con gửi cho cha nhiều ảnh hơn chút là được rồi, cha còn phải ngồi trò chuyện với mẹ con nữa, cứ vậy đi, cúp đây. Tô Yên cũng lập tức gửi chiếc nhẫn bằng ngọc cho Lục Cận Phong ở nước M, cô cảm thấy Lục Cận Phong cần chiếc nhẫn bằng ngọc này hơn. Vài ngày sau, Hạ Phi Hạ Vũ mặc tham gia chương trình thực tế như thường lệ, sức hút của hai cậu bé này càng ngày càng lớn, lâu doanh làm người đại điện tới nghiện luôn rồi, nhất là khi có người muốn tìm Hạ Phi Hạ Vũ mặc quay quảng cáo, chụp hình tạp chí để viết bài đăng tin, lúc này, lâu doanh đặc biệt rất thích mặc cả với mọi người. Tô Yên không muốn hai đứa nhỏ phát triển trong giới giải trí, lâu doanh cũng có chừng mực, cô ấy không đồng ý bất kỳ hợp đồng nào, mà chỉ thích hưởng thụ quá trình mặc cả trả giá thôi. Tần Nhã Hân xuất hiện sau lưng cô một lần, cũng giống như một con chuột đang trốn tránh, không chút dấu vết. Hơn nửa tháng sau khi lục cận phong rời đi, đêm hôm nay, mi mắt của Tô Yên cứ giật liên hồi, cô nghe loáng thoáng thấy tiếng khóc của trẻ con. Tô Yên xuống giường đi đến phòng hai đứa trẻ ở sát vách, cửa vừa mở ra, khi nhìn thấy người ở cửa, cô lập tức cứng đơ người như một bức tượng. chương 284, cuộc sống giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Tô Yên không thể tin được, người đứng ở cửa lại có thể là cái người đã rời đi hơn nửa tháng Lục Cận Phong. Sáng sớm nay Lục Cận Phong mới về tới đế đô, anh leo tường trèo vô nhà, không quấy dày nhà họ Lý. Anh rất muốn nhìn thấy Tô Yên, đang chuẩn bị mở cửa, thì ai biết được đúng lúc Tô Yên từ bên trong mở cửa ra ánh mắt lục cận phong dịu dàng, môi khẽ nhếch lên, yên yên, anh về rồi. suốt lời, Tô Yên kích động nhào vào lòng của lục cận phong, vòng tay ôm lấy eo anh. Cuối cùng anh cũng về rồi, anh có biết mỗi ngày em đều rất lo lắng không, em rất sợ anh gặp tai nạn, sợ anh sẽ không trở về nữa. Anh về rồi, lục cận phong ôm chặt lấy Tô Yên, hôn lên chán cô, rồi lại ôm yên yên, anh nhớ em. Đây là lần đầu tiên hai người xa cách lâu như vậy, Lần trước vì bị trúng kế của Tần Nhã Đan, Tô Yên mới tức giận rời đi, hai người cũng không xa nhau lâu như vậy. Những ngày cách xa nhau, mỗi ngày đều dài như một năm. Lục Cận Phong hận không thể gọi cho Tô Yên chăm cuộc điện thoại mỗi ngày, nhưng bên này có quá nhiều việc, rất bận rộn. Tô Yên ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Lục Cận Phong, tâm trạng kích động từ từ bình tĩnh trở lại, để em xem xem anh có bị thương không. Tô Yên từng nghe ngóng tin tức từ lâu doanh Biết được an ninh ở nước M không tốt, rất loạn và nguy hiểm, việc mà Lục Cận Phong làm cũng là công việc rất nguy hiểm, nên cô càng lo lắng hơn. Anh không sao?" Lục Cận Phong còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy rất đau đớn hơi thở gấp gáp. Khi Tô Yên đưa tay cởi quần áo của Lục Cận Phong để kiểm tra, tay cô vô tình chạm vào vai của Lục Cận Phong. Có một vết thương trên vai. Nhìn thấy Lục Cận Phong cau mày đau đớn, Tô Yên vội vàng xé quần áo của anh ra có một miếng băng gạc được quấn quanh vai của anh, miếng băng gạc đó thấm đẫm màu máu. Sao lại bị thương, có nghiêm trọng không? Tô Yên hung hăng tóm lấy vai anh, tức giận đè lục cận phong ngồi xuống ghế sofa, còn muốn lừa em, ngồi im đó cho em, em đi lấy hộp thuốc rồi thay băng gạc mới cho anh. Giọng điệu của Tô Yên rất dữ dằn, vừa trách móc lại vừa cảm thấy đau lòng. Lục cận phong mỉm cười, vợ anh đau lòng thay cho anh, trong lòng tự nhiên thấy rất vui. Còn cười được, Tô Yên hung hăng chừng mắt nhìn anh. Vợ ơi! Lục cận phong kéo lấy tay của Tô Yên, dùng ngón tay cái xoa nhẹ mở u bàn tay của Tô Yên, có một người vợ tốt như vậy, chồng còn có thể đòi hỏi gì nữa. Trái tim của hai người ở bên nhau, cho dù có gặp khó khăn lớn đến cỡ nào, cũng là chuyện nhỏ. Tô Yên nở nụ cười, miệng càng ngày càng ngọt. Tô Yên thu tay về, đi lấy hộp thuốc, cẩn thận cởi áo cho Lục Cận Phong, lộ ra vết thương trên vai anh còn chưa nói tại sao lại bị thương đâu. Tô Yên vừa gỡ miếng băng gạc vừa hỏi. Lúc đánh nhau bất cẩn nên bị thương. Lục cận phong bùi ngùi nói, lâu rồi không đánh nhau nên tay hơi cứng. Tô Yên xé toàn bộ miếng băng gạc xuống, mới thấy vết thương trên vai dài khoảng 5 đến 6 cm, đã được khâu hơn mười mấy mũi rồi. Vết thương còn rất mới, máu vẫn còn đang chảy ra. Đầu mũi Tô Yên chua sót, một giọt nước mắt rơi trên bờ vai mịn màng của Lục Cận Phong, Đầu ngón tay cô run lên, có chút sợ hãi không dám chạm vào. Tô Yên không thể nhìn tiếp được nữa, cô đau khổ quay đầu đi, nước mắt tí tách tí tách từng giọt rơi xuống, cô âm thầm hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, xong rồi mới quay đầu lại. "Không đau thật mà." Lục Cận Phong nắm tay Tô Yên cười nói, "Đừng khóc, anh đau lòng lắm." Bị thương tới như vậy, còn nói không đau, ngược lại còn cảm thấy đau lòng khi thấy cô rơi vài giọt nước mắt. Tô Yên vừa giận vừa cảm động. Lục Cận Phong, đây là lần cuối cùng em cho phép anh bị thương, nếu anh còn dám làm chính mình bị thương, thì đừng hòng trèo lên giường ngủ trong vòng một năm, ngủ trên ghế sofa kiểm điểm lại bản thân cho em. Lục Cận Phong giờ khóc giờ cười, vợ à, đây chính là cực hình đó, anh thà quỳ trên vỏ sầu riêng còn hơn. Tô Yên nhớ lại lần trước Lục Cận Phong không chút do dự quỳ trên vỏ sầu riêng, dùng đầu gối dập mạnh xuống vỏ sầu riêng, buồn cười không chịu được lần trước là do anh tự mình quỳ mà tô yên than thở một người đàn ông thì không được dễ dàng quỳ trước mặt người khác vậy mà anh nói quỳ là quỳ ngay so với em thì những thứ đó đều không quan trọng rồi 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 em biết rồi trong lòng anh mạng của em quan trọng hơn mạng của anh tâm trạng của em còn quan trọng hơn cả thể diện của anh anh đấy thật sự không biết nên nói gì với anh nữa tô yên thật sự bó tay với lục cận phong đừng thấy lúc nào lục cận phong cũng chiều theo ý cô mà nghĩ rằng cô đang ngồi trên đầu trên cổ Lục Cận Phong, nhưng thật ra cô mới là người bị Lục Cận Phong điều khiển. Tô Yên lấy miếng băng gạc mới, cẩn thận thay băng mới cho Lục Cận Phong. Cô sợ sẽ làm anh đau, động tác rất nhẹ nhàng cẩn thận từng ly từng tí một. Tô Yên hỏi, chuyện bên nước em mờ, anh xử lý xong hết rồi sao? Ừm, xong hết rồi. Lục Cận Phong nói, lần này vạn nhất cũng rất biết tranh giành, không làm mất mối ngon, Bọn anh vừa giành lại được hai tuyến đường vận chuyển hàng, vừa ký hợp đồng thời hạn 10 năm, những ngày ở nước M, anh tranh thủ mua một ít cổ phiếu, đúng vào trưa hôm nay đã bán hết toàn bộ rồi, kiếm lời được hơn 200 tỷ, lúc trước anh ở Afghanistan mua được mảnh đất, mấy ngày trước đào lên được vàng, chắc là có thể kiếm thêm được mấy chục tỷ nữa. Tô Yên vừa nghe xong lập tức há hốc mồm, nếu để người khác nghe được thì sẽ là một số tiền trên trời như sao thiên văn. Nhưng sao nghe Lục Cận Phong nói, lại cảm thấy tiền rất dễ kiếm như vậy. Nửa tháng vừa qua, tổng cộng anh kiếm được bao nhiêu tiền? Lục Cận Phong suy nghĩ một chút, nói, về cơ bản thì tất cả khoản nợ anh thiếu đã trả hết rồi. Lục Cận Phong, anh rốt cuộc có còn là con người không vậy? Em thật sự nghi ngờ anh là thần tiên đó, sao anh làm được hay vậy? Tô Yên Kinh ngạc nói, với cái khả năng kiếm tiền này của anh, chẳng phải trong phút chốc anh sẽ trở thành người giàu nhất thế giới sao? đột nhiên lục cận phong bị phá sản, bây giờ lại chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi có thể thanh toán hết các khoản nợ, đây thật sự là một chuyện quá hoang đường. Lục cận phong nói, anh hỏi mượn vạn nhất một triệu trước, sau đó đến một sòng bạc, kiếm được thêm ít tiền để xoay sở tình hình, sau đó mua cổ phiếu mà anh đã nhắm sẵn. Lục Cận Phong thực sự rất nghiêm túc kể cho Tô Yên nghe những việc mình đã làm, Tô Yên nghe xong còn chưa kịp hiểu, đã cảm thấy anh đúng là quá lợi hại, quả thật là chuyện mà người bình thường không thể làm ra được. Lục Cận Phong đưa kết luận cuối cùng nói, yên yên, việc kiếm tiền phụ thuộc vào đầu óc là 6 phần, 3 phần may mắn, một phần dứt khoát, em xem tiền là một con số, chỉ cần đi kinh doanh những con số này, rất đơn giản. Tô Yên nghiêm túc nhìn Lục Cận Phong, nhưng trên đời này, đa số đều là những người bình thường, không phải ai cũng có thể chuẩn bị được những thứ này. Trên đời này có người giàu lên trong một đêm, dựa vào tư duy của Lục Cận Phong, còn có những tài nguyên nhân lực mà anh tích lũy mấy năm nay, đối với việc tìm một cơ hội kinh doanh, muốn vươn lên, đúng là không khó chút nào. Vậy thì câu hỏi tới rồi. Tô Yên hoài nghi, lục cận phong, dựa vào đầu óc của anh, anh có thể kiếm được rất nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy, tại sao lại bại trước sự liên thủ của Lệ Quốc Minh và Tần Nhã Hân? Anh trực tiếp cầm tiền lên là có thể đập chết bọn họ rồi. Lục Cận Phong đầy ẩn ý nói, một cơ hội lật bài tốt như vậy, tại sao không dùng chứ? Tô Yên không hiểu, lục cận phong nói yên yên em không cần hiểu đâu em chỉ cần biết ngày nào còn có anh ở đây em chắc chắn là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này ngày mai sẽ có một cuộc phỏng vấn yên yên em nghỉ ngơi sớm đi đêm nay có lục cận phong ở bên cạnh tôi yên ngủ rất ngon ngày hôm sau khi tôi yên tỉnh dậy lục cận phong đã tiếp nhận phỏng vấn rồi kết thúc cuộc phỏng vấn người dẫn chương trình cười và hỏi một câu hỏi mang tính riêng tư ngài lục anh kết hôn sớm như vậy, có cảm thấy có chút hối hận không? Biết đâu trên đời này còn có người tốt hơn cả vợ của anh nữa đấy. Trước sự chứng kiến của người dân cả nước, Lục Cận Phong nói trước ống kính, nếu các anh thật sự có quen biết với vợ của tôi thì sẽ không hỏi câu hỏi như vậy, vợ của tôi rất xuất sắc, là do tôi nóng lòng muốn trói cô ấy bằng hôn nhân. Chương 285, tôi đang bận rồi. Ở trên đời này, chỉ cần bạn gặp được người thích hợp rồi, thì nhìn những người khác sẽ không là gì cả. Tô Yên ngồi ở trước TV, nhìn Lục Cận Phong đang cười trên TV, lẩm bẩm một câu thật buồn nôn. Em cũng cảm thấy buồn nôn. Giọng nói của Lâu Doanh từ phía sau đột nhiên vang lên, khiến Tô Yên giật mình. Tô Yên quay đầu lại nhìn Lâu Doanh, em cái người môi giới này dậy muộn thế, Hạ Vũ mặc với Hạ Phi đều ra ngoài làm việc rồi. Hôm nay em tự cho mình nghỉ, em vừa làm người môi giới lại vừa làm vệ sĩ, mà chỉ mới nhận được một phần tiền lương, quá lỗ rồi lâu doanh đi qua ghế sofa ngồi xếp bằng trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào lục cận phong trên tv hỏi chị à tại sao chị lại tìm được một người chồng chân quý như vậy lần đầu tiên lâu doanh ghen tị với tô yên đây là may mắn mà chị lưu lại mấy đời mới có đấy tô yên đắc ý nói cát lâu doanh lại không cẩn thận ăn thức ăn cho chó đứng dậy em ra ngoài đây em không ăn sáng à lâu doanh xua tay ra sau lưng với tô thanh ăn thức ăn cho chó xong no rồi em đi đâu vậy tô yên vươn cổ hỏi lâu doanh quay lại nháy mắt với tô thanh đội trưởng lãnh rủ em đi chơi đây là đi hẹn hò đấy thảo nào hôm nay cách ăn mặc của lâu doanh có phần điệu đà hơn lục cận phong trở về rất đột ngột nửa đêm trèo qua tường đi vào buổi sáng leo qua tường đi ra buổi phỏng vấn cũng rất đột ngột sau khi vợ chồng Lý Mộc Sinh xem buổi phỏng vấn xong thì mới biết Lục Cận Phong đã trở về. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Lục Cận Phong lái xe đến đón Tô Yên trở về, nhưng Lưu Tuyết Lam vẫn rất lưu luyến. Lý Mộc Sinh cùng với Lục Cận Phong đi đến một bên để nói chuyện. Lý Mộc Sinh hỏi, "Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?" Trước đây Lục Cận Phong rất nghiêm túc nói đến chuyện đó, Lý Mộc Sinh vẫn còn lo lắng, lo lắng một ngày Lục Cận Phong thật sự sẽ đi vào không sao đâu." Lục Cận Phong cười, "Cha nuôi, cảm ơn cha đã chăm sóc mẹ con yên yên mấy ngày nay." "Không có việc gì thì không sao rồi." Lý Mộc Sinh thở phào nhẹ nhõm, "Động viên, con vẫn còn trẻ, bắt đầu lại từ đầu cũng không thành vấn đề gì." Lý Mộc Sinh sợ Lục Cận Phong sẽ suy sụp tinh thần, sẽ nản lòng, dù sao thì anh đột nhiên từ một thiên tài trên trời rơi xuống trở thành một người bình thường, khoảng cách khổng lồ này, không phải người bình thường có thể chịu được cảm ơn cha nuôi đã khích lệ lục cận phong nói đúng rồi tháng sau là lễ khai trương công ty mới của con nếu cha rảnh thì nhất định phải tham dự đấy nhé thành lập công ty mới con dự định làm gì việc này cũng quá nhanh rồi đi lý mục sinh không biết rằng lục cận phong đã trả xong hết nợ rồi làm tất cả mọi thứ tập trung vào internet là chính lục cận phong liếc nhìn tôi yên cùng với bọn trẻ đã lên xe nói cha nuôi chúng con đi trước đây được rồi nhớ đi đường chậm thôi chú ý an toàn nhé lý mục sinh vốn chỉ nghĩ lục cận phong lập công ty nhỏ bắt đầu lại từ con số không mãi về sau ông mới nhận ra điểm xuất phát điểm của lục cận phong là điểm kết thúc mà người khác có thể không nhất thiết phải chạm tới trong cả cuộc đời ông lộ ánh mắt kinh ngạc hóa ra độ lớn mạnh của thương mại nhà họ lục không hề gục ngã mà ngược lại trong một khoảng thời gian ngắn cải tổ lại nó còn tăng cao hơn có đôi khi lý mục sinh nghi ngờ rằng nhà họ lục phá sản có lẽ chỉ là một âm mưu của lục cận phong thôi. Có năng lực quyết đoán, sau khi quyết đánh đến cùng, lại ngóc đầu trở lại, sợ chỉ có duy nhất một người là lục cận phong. Điều này cũng có nghĩa lục cận phong là một doanh nhân huyền thoại thế giới. Nhưng mấy điều đó lúc sau mới nói. Lục Cận Phong đưa Tô Yên trở về nhà cũ của nhà họ Lục, ông cụ Lục với Trần Tố Anh cũng được đưa về vào buổi chiều hôm đó. Vạn Nhất tự mình đi đón về. Khi Vạn Nhất đến, Tô Yên đang thay tã cho đứa nhỏ, Vạn Nhất không nhìn thấy lâu doanh đâu, thuận miệng hỏi, "Chị dâu, em gái chị đâu?" "Đi hẹn hò rồi." Tô Yên không ngẩng đầu lên, nói, "Buổi sáng đã đi rồi, cả ngày nay vẫn chưa trở lại." Vạn Nhất hỏi, "Hẹn hò với ai thế?" "Lãnh Phùng thuộc đội điều tra hình sự." Tô Yên ngẩng đầu nhìn Vạn Nhất, "Anh hỏi nhiều như vậy để làm gì?" Vạn Dương khóe miệng giật giật, lộ ra vẻ không tin, "Chị dâu, cô đang đùa tôi đấy à?" Đội điều tra tội phạm bắt lâu doanh cũng không tệ đâu, vậy mà còn hẹn hò với cô ấy sao? Cô có chắc là không phải cô ấy bị mời đến sở cảnh sát uống trà không vậy? Nếu bị giam chắc cũng vài ngày, bị kết án rồi thì 8 năm đến 10 năm mất. Nói trắng ra, lâu doanh là một tên cướp, còn lãnh phùng là công chức, công chức hẹn hò với tên cướp. Đây không phải là một trò đùa sao? Nghe lâu doanh nói, đội trưởng lãnh này cố ý để em ấy gia nhập, gần đây sở cảnh sát đã mở rộng tuyển dụng đang rất thiếu người, chỉ với kỹ năng của lâu doanh, thì đi xin việc không phải dễ như đi ăn sáng sao. Tô Yên nói, về những lời anh nói, tôi nghĩ rằng bọn họ không điều tra ra được trước kia lâu doanh làm gì đâu, dù sao thì lâu doanh gần như không hoạt động trong nước. Có thật không? Nếu không thì anh cho rằng thế nào? Tô Yên nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cố ý nói, thân hình đội trưởng lãnh kia nam tính tuấn tú, cả người tràn đầy nam tính, chỗ cơ bụng, bắp tay, Đường nét nàng tiên cá gợi cảm không tả nổi, lúc Lâu Doanh nói cho tôi biết, nghe xong tôi suýt chảy nước miếng, đội trưởng lãnh hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của Lâu Doanh, còn không biết chừng Lâu Doanh bị sắc đẹp dụ hoặc đến nỗi choáng váng đầu óc, ngay lập tức xúc động đồng ý luôn cũng nên. Tô Yên nói thêm, đây là những lời nguyên văn của Lâu Doanh, tuổi tác của Lâu Doanh cũng không còn nhỏ nữa, nếu em ấy từ bỏ gian tà hướng về chính nghĩa, thì đội trưởng lãnh này thực sự là một ứng cử viên sáng giá đấy vạn nhất biết gu thẩm mỹ của lâu doanh, không khỏi than thở, tôi thật sự không biết thời thơ ấu của cô ấy đã trải qua những gì, mà sao lại có thể có gu thẩm mỹ vặn vẹo như vậy. Vạn nhất, anh không hiểu phụ nữ rồi, 99% phụ nữ thích đàn ông có bản lĩnh, vì có cảm giác an toàn, là cảm giác an toàn đó, anh hiểu không? Tôi yên liếc mắt, biểu cảm như tôi biết ngay anh là tên thẳng nam ôm thư mà, nói, vẻ ngoài vừa đẹp trai lại có cơ bụng tám múi, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng thích, những múi cơ đó, sờ lên chắc chắn sẽ rất sướng. Yên yên, giọng nói rùng rợn của lục cận phong vang lên từ phía sau. Khi tô yên quay đầu lại, lập tức bắt gặp ánh mắt ai oán kia của lục cận phong, cô thầm nghĩ không ổn, tự chút lấy họa rồi. Tô yên cười rạng rỡ nhét bé ba cho lục cận phong, anh ôm đi, em đau lưng rồi, lên tầng nằm một lát. Nói xong Tô Yên nhanh chóng chuồn đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Lục Cận Phong và Vạn Nhất lục cận phong nói nếu cậu không có việc gì thì đi mang đại ca em có việc rồi em bận nhiều việc lắm em đi đây vạn nhất cũng chuồn mất trong phòng khách chỉ còn lại lục cận phong đang ôm bé ba lục cận phong cúi đầu nhìn đứa con trai đang nhổ một chút nước miếng của mình tự nói con trai thật ra xúc cảm sờ lên cơ bụng của cha cũng sướng lắm mà bé ba lè lưỡi trợn mắt biểu cảm kia như rất ghét bỏ lục cận phong Vạn Nhất rời khỏi nhà cũ nhà họ Lục, lái xe trên đường đi được một đoạn, anh ta có chút không yên lòng, dừng xe ở ven đường, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, lập tức lấy di động ra và tìm một số điện thoại di động được đặc biệt danh là Cục Băng, gọi điện. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Vạn Nhất điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, thản nhiên cười nói, "Lãnh Cục Băng, ra đây chơi trò chơi đi, chúng ta đã lâu lắm rồi cũng không gặp nhau." Người ở đầu dây bên kia chính là Lãnh Phùng. Nhắc mới nhớ dù sao thì mối quan hệ họ hàng của lãnh phùng với vạn nhất quang tám xảo cũng không tới. Lãnh phùng tàn nhẫn từ chối, không rảnh. Ha ha, sẽ không phải là hẹn hò với người đẹp nào đấy chứ. Vạn nhất đang thử thăm dò, vừa dứt lời, anh ta thực sự nghe thấy giọng nói của lâu doanh từ đầu dây bên kia. Đội trưởng lãnh, cảm giác này tốt thật đấy. Cảm giác này tốt thật đất, cảm giác này tốt thật đấy. Sau khi cuộc gọi bị cúp, Tâm trí của Vạn Nhất tràn đầy những gì Lâu Doanh vừa nói, anh ta lại nghĩ đến những gì Tô Yên đã nói, Vạn Nhất lại gọi lại, lãnh phùng nói không cảm xúc, tôi đang bận rồi. Rồi cúp máy. Bận? Môn tình hoàn. Bận gì chứ? Một nam một nữ ở bên nhau, có thể bận gì được nữa? Vạn Nhất nhịn không được nhìn vào chiếc điện thoại vừa cúp, nói chết tiệt, dạ xoa cái, chưa gì đã vứt liêm sỉ nhanh như vậy rồi. Chương 286, anh thì tính là một nửa đàn ông. Làm một người phụ nữ thì cũng phải có chút rụt rè chứ. Vạn Nhất đã quên mất, một người ngay cả liêm sỉ còn chẳng có, làm sao có thể rụt rè đây. Vạn Nhất ném điện thoại sang ghế xe hơi bên cạnh, khởi động xe, đạp mạnh chân ga, lái xe chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, tại một chung cư nào đó ở Đế Đô, cùng nơi với vụ án mạng được phát hiện, hiện trường bị phong tỏa nhóm cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm chứng cứ giải rác ở gần hồ nhân tạo của trung cư. Thời tiết có phần nóng bức. Lâu doanh ngồi ở dưới tàng cây, sách theo một con mèo cam xuống nước, ú na ú nần, màu lông rực rỡ, sờ vào thích cực luôn. Mười con mèo cam thì hết chín chín mập, còn có con mập núc ních nữa cơ. Lâu doanh cầm lòng không đặng lại sờ soảng thêm vài lần, mèo cam rất chảnh trẻ, nhe răng trợn mắt với lâu doanh còn giữ dằn nữa là tao ném mày xuống nước tắm rửa ngay đấy. Mèo rất sợ nước, làm như là mèo cam nghe hiểu, ủ rũ thu lại vuốt mèo, ngoan ngoãn để mặc lâu doanh xoa vuốt lông của nó. Lãnh phùng đi tới, cô lâu, con mèo này có thể là của người chết, trước hết để cho bọn họ mang mèo về, nói không chừng sẽ có manh mối. Người chết là một cô gái trẻ, khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, có lẽ vẫn còn là học sinh, lúc thi thể được phát hiện thì cũng đã nổi lên mặt nước rồi. Lâu doanh ném con mèo cam cho lãnh phùng, vốn tưởng là hẹn hò, không ngờ lại bị lãnh phùng dẫn đến hiện trường vụ án để điều tra án. Thế này nào có phải là thế mạnh của cô ta chứ, cô ta chỉ có biết đánh nhau thôi. Vừa đụng đến lồng ngực lãnh phùng một cái là mèo cam bắt đầu dẫy ruộng, móng mèo sắc nhọn cào vào làn da, lãnh phùng theo bản năng buông ra, mèo cam lại chui vào lòng lâu doanh. Lâu doanh, cô ta xách cổ con mèo cam, ôi vãi, hóa ra còn là một con mèo có khuynh hướng thích bị ngược. Lãnh phùng nhìn xuống chỗ ra bị mèo cào, nói, xem ra con mèo này rất thích cô lâu. Đây chắc chắn là một con mèo được. Người nói lời này không ai khác chính là vạn nhất. Lâu doanh và lãnh phùng vô thức quay đầu lại nhìn sang, vạn nhất đứng dưới cây liễu phong độ người người, sơ mi trắng quần tây, làm màu 100%, ai không biết còn tưởng là phải đi tham gia tiệc tối nào ấy chứ. Vạn nhất chết tiệt, sao anh lại ở đây? Lâu doanh rất bất ngờ. Tôi tới tìm lãnh cục băng. Vạn nhất đi tới chỗ lãnh phùng, nắm tay đấm nhẹ mấy cái lên vào ngực săn chắc của lãnh phùng. Đây là cách thức giao lưu giữa cánh đàn ông với nhau. Cậu quả đúng là người bận rộn, cái ngực này cứng y trang đá vậy đó. Không có việc gì thì cậu bớt tập luyện lại được không? Như thế này mà có ai đụng phải cậu thì người ta còn tưởng là đâm chúng tảng đá mất. Tay còn hơi bị đau đó nha. Muốn biết hành tung của lãnh phùng không khó, gọi điện thoại đến cục hỏi một cái có thể biết được ngay. Lãnh phùng vạch áo sơ mi ra để lộ vò ngực săn chắc, tay vỗ nhẹ lên đó, ừ, hình như hơi cứng thật. Vạn nhất, cái này chắc chắn không phải là ở cơ ngực hả? Vạn nhất vô thức sờ soạn ngực của mình, thử so sánh với lãnh phùng thật sự đúng là một con gà luộc. Lãnh phùng chính là hình tượng một anh chàng rắn giỏi, lâu doanh đứng ở trước mặt anh ta cũng hơi giống một chú chim bé nhỏ nép vào lòng. Vạn nhất thoáng nhìn sang lâu doanh hoàn toàn tập trung dán chặt hai mắt vào cơ ngực của lãnh phùng, chỉ thiếu điều chảy cả nước miếng, vội vàng khép quần khép áo của lãnh phùng lại, nghiêm túc mà nói, mặc quần áo đàng hoàng, cẩn thận coi chừng cảm lạnh. Vạn nhất còn thấp hơn lãnh phùng nửa cái đầu, hơn nữa xét về mặt hình thể, vạn nhất cũng nhỏ hơn lãnh phùng một cỡ, hành động khép lại quần áo cho lãnh phùng của vạn nhất thoạt nhìn có hơi khiến cho người khác suy nghĩ bậy bạ. Lâu doanh cứ như phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa gì đó, đôi mắt kinh ngạc cũng mở lớn chừng chừng. Vạn nhất cùng với lãnh phùng, chắc không phải là loại quan hệ đó chứ đội trưởng lãnh có manh mối có đồng nghiệp gọi một tiếng vạn nhất vỗ vỗ ngược lãnh phùng đi nhanh đi lãnh phùng vừa xoay người đi vạn nhất quay đầu lại là thấy được ánh mắt kinh hoàng thêm cả đồng tình kia của lâu doanh vạn nhất chẳng hiểu gì sất cô bị làm sao vậy anh tới tìm đội trưởng lãnh à quan hệ giữa hai người là gì vậy quan hệ gì tôi cần phải nói cho cô biết vạn nhất nào có biết lâu doanh suy nghĩ cái gì đoạn nói dù sao quan hệ của hai người bọn tôi rất tốt là cái kiểu rất thân mật đó đó thân mật trong miệng vạn nhất là chỉ thân mật giữa anh em với nhau lời này rơi vào trong tai lâu doanh thế là càng thêm nghiêng trời lệch đất có phải là anh biết tôi và đội trưởng lãnh ở cùng nhau cho nên cố ý tới không vạn nhất bị chọc chúng tâm tư thì vẫn có chút ngược để tránh cho lâu doanh hiểu lầm anh ta nói tôi cố ý tới tìm lãnh cục băng không phải tới. Tìm cô, vạn nhất không biết, lời này càng làm cho người khác hiểu lầm. Đoạn sau còn chưa nói xong đâu đó, lâu doanh thở dài một cái, vỗ vỗ bả vai vạn nhất, cực kỳ rộng lượng nói rằng, anh yên tâm, có trước có sau, tôi sẽ không chia rẽ quan hệ của hai người. Nếu anh nói cho tôi biết đội trưởng lãnh là người của anh sớm hơn, hai người là quan hệ như thế thì tôi cũng sẽ không nổi lên ý đổ xấu với đội trưởng lãnh nha. À đúng rồi, anh cũng đừng tự ti, Bây giờ đã là xã hội gì rồi chứ, mọi người đều có thể chấp nhận, sẽ chúc phúc cho các anh, thật ra hai người thật sự rất xứng đôi. Vạn Nhất phản ứng kịp thời, thiếu chút nữa là bị lời nói của Lâu Doanh làm cho tức ói máu. Anh ta thật sự không biết Lâu Doanh bỏ cái gì ở trong đầu, anh ta lại câu nào nói sai làm cho Lâu Doanh hiểu lầm, còn hiểu lầm sâu sắc như vậy. Vạn Nhất đang muốn giải thích, Lâu Doanh lại tò mò hỏi, hai người ai trên ai dưới vậy? Vạn Nhất anh ta không muốn nói bất cứ điều gì nữa. Anh ta lặng lẽ xoay người sang chỗ khác, tu dưỡng hơn 30 năm đó, thiếu chút nữa là bị phá hủy thành công lâu doanh rồi. Trên đời này sao lại có nhiều người chọc tức người khác như vậy hả? Đừng có ngại mà, anh cứ coi tôi như chỗ chị em đi. Lâu doanh nói, anh cũng đừng ghen tuông, tôi thật sự không biết đội trưởng lãnh là người như thế, nếu không thì tôi cũng sẽ không thả thính anh ta mà, anh yên tâm, tôi với anh ta thật sự không có gì cả sau này cũng sẽ không tán tỉnh có cưa xét cho cùng thì kiểu người giống các anh có thể tìm được một nửa phù hợp là việc rất không dễ dàng câu sau này cũng sẽ không tán tỉnh có cưa kia của lâu doanh làm vạn nhất sáng bừng hai mắt chó ngáp phải ruồi cô thấy tôi giống người nằm dưới à nhất định là trên rồi vạn nhất bất chấp tất cả hiểu lầm thì hiểu lầm đi chỉ cần lâu doanh chặt đứt ý đồ với lãnh phùng lâu doanh lộ vẻ không tin gì nhìn cái thân hình đó của anh không giống như nằm trên lắm Đừng trách Lâu Doanh Hiểu lầm nha, ai bảo Vạn Nhất trước đây có người đẹp ngồi trong ngực mà vẫn có thể ngồi yên không làm bậy, 30 tuổi vẫn là một tên độc thân. Vạn Nhất không nói lời nào, tìm tảng đá xanh ngồi xuống. Lâu Doanh Hiếu kia ôm mèo cam dán sát lại, thật không ngờ, hai ta suýt chút nữa là thành tình địch, trước đây đều là tôi hiểu lầm anh, hóa ra không phải anh không được, chỉ là đối tượng không đúng. Vạn Nhất im lặng che mặt. Người này sao còn càng nói càng hăng say vậy? Con mèo của cô không tồi. Vạn nhất nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ừ, sờ vào cũng thích lắm. Không tin anh sờ thử xem. Lâu doanh rất hào phóng đưa mèo cam cho vạn nhất. Vạn nhất vừa nghe thế thì hỏi, vừa rồi trong điện thoại cô nói sờ thích lắm, chính là con mèo này. Đúng vậy. Lâu doanh cười nói, ha ha, tôi đã nói là anh biết tôi ở đây, sợ tôi câu mất đàn ông của anh nên mới cố ý tới đúng chứ, vừa rồi còn không thừa nhận. Cái mạch não này, vạn nhất hoàn toàn chịu thua rồi anh ta bỗng thấy hối hận điều quái lạ chính là khi mèo cam đến trong vòng tay của vạn nhất thế nhưng lại hiền lành thật thà ngoan ngoãn muốn chết luôn còn phơi cái bụng của mình ra vẻ mặt hưởng thụ vạn nhất vuốt lông cho nó lâu doanh kinh ngạc nói thật đúng là mèo đực anh xem nó gặp phụ nữ là thân thiết quá kia vạn nhất không kìm được sửa lại cho đúng tôi là đàn ông cảm ơn anh thì được coi là một nửa đàn ông vạn nhất chương 287, có phải nên làm đám cưới rồi không? Vạn nhất có một loại cảm giác dù anh ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch bản thân mình được. Vụ án giết người vẫn đang được điều tra, lâu doanh buồn chán ngồi dưới gốc cây liễu, cho dù cô ta có bắt chuyện với vạn nhất như thế nào thì vạn nhất cũng phất lờ cô. Lúc này lãnh phùng đi tới, nói đi thôi. Lâu doanh hỏi, tìm được hung thủ chưa? Tất cả những gì phải thu thập thì cũng thu thập rồi, phần còn lại sẽ giao cho những người chuyên nghiệp khác. Lãnh Phùng nhìn về phía Lâu Doanh, đột nhiên hỏi cô Lâu nghĩ gì về vụ án giết người này. Không đợi Lâu Doanh trả lời, vạn nhất đã nói trước, lãnh cục băng, nếu cậu hỏi cô ấy, thì thà rằng cậu hỏi con mèo này còn hơn. Chỉ số IQ của mèo có khi còn cao hơn Lâu Doanh. Vạn nhất chết tiệt, ý anh là sao? Lâu Doanh khởi động cổ tay, đừng tưởng rằng anh có đội trưởng lãnh làm chỗ dựa, thì tôi không dám động vào cậu đấy nhé vạn nhất núp sau lưng lãnh phùng nói cậu nhìn đi cậu có thể để cô ấy động tay động chân nhưng dùng não thì nên quên đi hai người quen nhau à lãnh phùng thấy hai người đã quen biết nhau từ trước nhưng anh ta không có thời gian để hỏi mấy năm tình bạn rồi vạn nhất nói tôi nghe nói cậu muốn mời cô ấy tham gia đội điều tra tội phạm của mình tôi khuyên cậu vẫn nên cân nhắc lại đi bị vạn nhất khiêu khích như vậy lâu doanh lập tức nói đội trưởng lãnh Tôi đã cân nhắc lời nói của anh và tôi sẵn sàng tham gia đội điều tra tội phạm của anh." Lâu Doanh thầm nháy mắt với Vạn Nhất, "Đừng ép cô phải tọc mạch góc tường ra, hừ." Lãnh Phùng đưa tay ra, ngay lập tức nói, "Hoan nghênh cô Lâu gia nhập vào đội, đúng rồi, ở đây chúng tôi cần phải thực hiện theo quy trình. Trước tiên, cô phải đăng ký, sau đó tham gia đánh giá và nếu cô vượt qua đánh giá thì sau này cô sẽ là đồng nghiệp với chúng tôi." "Vẫn phải đánh giá à?" Lâu Doanh nhỏ giọng hỏi, đội trưởng lãnh, có phải anh sẽ mở cửa sau cho tôi đi không? Lãnh Phùng nghiêm nghị lắc đầu, đầy sự chính nghĩa. Đây là một cuộc đánh giá công bằng chân chính, tuyệt đối không được phép gian lận. Một khi bị phát hiện ra, sẽ không bao giờ thu nhận người đó. Cô lâu, tôi tin rằng cô có thể làm được. Lâu Doanh hưởng cười, đột nhiên cảm thấy thật tiếc. Lãnh Phùng nhìn vãn nhất, hôm nay tôi bận rất nhiều việc, không có thời gian với cậu, tôi còn phải về sở cảnh sát nữa, cậu đi trước đi. Thực ra, Lãnh Phùng có ý là anh ta không có thời gian đi uống rượu cùng với Vạn Nhất, nhưng những lời này đã lọt vào tai Lâu Doanh, dù nghe thế nào, cô ta cũng cảm thấy giống như một người bạn trai đang nói chuyện với bạn gái của mình vậy. Vạn Nhất nhận được ánh mắt kỳ quái của Lâu Doanh, trong lòng anh ta không biết nên cười hay nên khóc. Được rồi, vậy tôi đi trước đây, khi nào rảnh thì gọi cho tôi nhé. Vạn Nhất cố ý nói thêm câu để Lâu Doanh hiểu lầm. Sau đó sửa sang lại quần áo cho Lãnh Phùng, quần áo đều sộc sệt hết rồi này. Hai người đàn ông cao to giữa ban ngày quấn lấy nhau, cư xử thân mật, ngày thường Lãnh Phùng cũng không cảm thấy gì, nhưng hôm nay, anh ta cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nhưng mà Lãnh Phùng cũng không đáp lại. Vạn Nhất nhìn lâu doanh, cô đi đâu vậy? Nếu không thì tôi cho cô đi ké một đoạn nhé. Tôi ngồi cùng xe với đội trưởng Lãnh. Lâu Doanh ôm con mèo màu cam, nói, "Đội trưởng Lãnh, về bản đánh giá năng lực vẫn còn nhiều điều tôi không hiểu lắm tí nữa anh nói cụ thể cho tôi nghe nhé được lãnh phùng cầu còn không được vạn nhất bận rộn nửa ngày nhưng cuối cùng lãnh phùng với lâu doanh vẫn rời đi cũng may là lâu doanh nghĩ rằng lãnh phùng là cong lần này lâu doanh không có ý gì khác chỉ là nhìn thấy vạn nhất thì lại khó chịu cô ta cho rằng vạn nhất quan tâm đến lãnh phùng đến vậy cô ta lại đi làm một trà xanh vạn nhất sẽ tức điên lên mất khi Lâu Doanh lên xe, cô ta được hời còn khoe mẽ, làm động tác chiến thắng với Vạn Nhất. Nói cô không có trí thông minh á? Đánh nhau với bà đây, thì bà đây sẽ từng phút chiếm người đàn ông của mày. Lãnh Phùng lái xe đi, lái xe ra khỏi khu chung cư, Lãnh Phùng hỏi, cô lâu với Vạn Nhất quen biết nhau như thế nào vậy? Có lần tôi đi ăn trộm, Lâu Doanh nhận ra mình nói sai, vội vàng quay lại xấu hổ nói, ném, lần đó tôi ném bóng rổ. Tôi ném bóng không cẩn thận vào đầu của Vạn Nhất, sau đó bọn tôi quen nhau. Những lời này chắc chắn là nói bừa. Nói đến cảnh tượng mà cô với Vạn Nhất lần đầu gặp nhau, chắc chắn cả đời khó mà quên được. Có một lần Lâu Doanh lấy một danh sách, ăn trộm một tài liệu tuyệt mật từ một ông trùm kinh doanh. Tại một bữa tiệc kia, Lâu Doanh đã hoàn thành thành công, nhưng giữa chừng Vạn Nhất lao ra phá hỏng kế hoạch của cô ta trong phòng vệ sinh. Nhưng mà, ổ USB flash được đặt ở ngực cô ta. Vạn Nhất không lục soát ở đó, cô ta bị còng tay vào cửa phòng rửa tay, dù nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng mối thù này cũng từ đó kết thành. Kể từ đó, chỉ cần cô ta nhìn thấy Vạn Nhất, cô ta nhất định sẽ gây chuyện. Lãnh Phùng nhìn Lâu Doanh thật sâu, Vạn Nhất là người không thích thể thao. Một người không thích thể thao thì có rất ít cơ hội gặp gỡ trên sân vận động. Bệnh nghề nghiệp của Lãnh Phùng chắc chắn điều đó. Lâu Doanh nói, đội trưởng Lãnh, không ăn táo không có nghĩa là không thích táo không thích thể thao không có nghĩa là không thể đến sân vận động nếu giống như logic của anh mọi chuyện đều phải có lời giải thích hợp tình hợp lý vậy thì quan hệ giữa anh và vạn nhất có phần không hợp lý nhưng thích một người đâu cần lý do gì cô vừa nói cái gì lãnh phùng đột nhiên ngắt lời phấn khích lâu doanh tôi nói là thích một người không là câu trước cơ mọi chuyện đều phải có lời giải thích hợp tình hợp lý câu trước nữa không ăn táo không có nghĩa là không thích đúng vậy chính là câu này lãnh phùng kích động nói vừa nãy kiểm tra sơ bộ cho thấy trên người người chết bị dính thuốc màu nhưng cô ta là một vũ công vậy thì sao trên người cô ta lại có thuốc màu để vẽ tranh với cả trong nhà cô ta sao lại có nhiều bút vẽ như vậy làm sao tôi biết được lâu doanh không thích sử dụng bộ não của mình vậy nên với vụ án cũng không có hứng thú bởi vì có người thích vẽ tranh và người này hẳn là rất quan trọng đối với người đã chết lãnh phùng đắm chìm trong suy đoán của chính mình anh ta đang rất cao hứng lâu doanh không có hứng thú gì cả đến một ngã tư nào đó lâu doanh nói đội trưởng lãnh tôi sẽ xuống ở đây tôi chợt nhớ ra có chút việc lãnh phùng vẫn đang khẩn trương điều tra vụ án cũng không suy nghĩ nhiều nói được xe dừng lại sau khi lãnh phùng nhìn lâu doanh xuống xe xong anh ta nói hôm nay cô lâu rất xinh đẹp tôi rất mong có thể được làm cộng sự với cô lâu dù anh ta là một người nghiện công việc, nhưng anh ta vẫn là một người đàn ông. Đàn ông đánh giá phụ nữ là lẽ đương nhiên. Nếu Lãnh Phùng chọn chúng lâu doanh, thì tự nhiên anh ta cảm thấy lâu doanh không giống người thường, nếu có phát triển thêm nữa thì càng tốt. Lâu doanh đã gán mác đây là người đàn ông của vạn nhất cho Lãnh Phùng, nên với những lời khen ngợi của Lãnh Phùng, cô không nghe, cười nói, "Đội trưởng Lãnh cũng rất nam tính đấy." cô ta cũng cảm thấy lãnh phùng với vạn nhất mà ở chung một chỗ thì thực sự rất xứng đôi lãnh phùng mỉm cười người đàn ông có hình tượng cứng rắn cũng cười rất là lực sát thương lâu doanh cảm thấy thật đáng tiếc khi một người đàn ông tốt như vậy lại là cong vạn nhất thật sự là kẻ thù không đội trời chung của cô ta cô ta thật vất vả mới coi trọng được một người đàn ông thuận mắt mình nhưng lại bị vạn nhất cắt đứt lâu doanh gọi điện cho tô yên mới biết tô yên đã trở về nhà cũ của nhà họ lục Lục Cận Phong cũng ở nhà bế đứa nhỏ, hai bé con đều giao cho anh, bình thường Tô Yên hay luống cuống chân tay, nên khi giao hai bé con đến tay Lục Cận Phong, thực sự cũng không quá nghe lời, nhưng bọn nhỏ không khóc sung không làm loạn. Lâu Doanh nói với Tô Yên về quyết định đăng ký đánh giá của cô ta, Lục Cận Phong ở bên nghe, nhắc nhở cô em vợ à, tốt hơn hết là cô nên lau mông sạch sẽ vì những việc cô đã làm trước đây đi, nếu việc này bị phát hiện ra thì trực tiếp như đưa dê vào miệng cọp thôi. Lâu doanh lờ đánh, yên tâm đi, điều tra không ra đâu, tôi với Phi Minh chưa bao giờ gây rắc rối cho cảnh sát. Lâu doanh tự tin như vậy, nên Lục Cận Phong cũng không nói nhiều nữa, anh liếc nhìn tôi yên nói, bà chủ à, đám cưới của chúng ta, cũng nên làm rồi. chương 288, Lâu doanh lại thất bại. Cả hai người có bốn đứa con trai rồi, cũng đều nhận giấy chứng nhận rồi, quả thật đã đến lúc phải tổ chức thêm lễ đám cưới nữa. Nhưng Tô Yên cảm thấy không cần thiết nữa. Quên đi, chỉ là hình thức mà thôi, phiền phức lắm." Tô Yên nói, ngày nào em cũng bận chăm sóc hai đứa nhỏ này, bây giờ em chỉ muốn mỗi ngày ngủ một giấc, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh lại, không cần phải nghĩ gì. "Chị à, sao lại không tổ chức lễ cưới chứ? Lâu doanh với tư cách là người bên nhà mẹ đẻ, là người đầu tiên phản đối, phải làm, nhất định phải làm, phải tổ chức một cách rực rỡ quang vinh nhất." Lâu doanh tích cực như vậy, Tô Yên cảm thấy mình sắp bị lừa. Quả nhiên, câu tiếp theo của Lâu Doanh là, anh rể, anh định đưa bao nhiêu xính lễ. Anh nhìn xem, bây giờ chị chỉ có mỗi mình tôi là người bên nhà mẹ đẻ, vậy nên, nếu anh muốn cưới chị tôi thì phải ba bức thư sáu lễ, chắc chắn không thể thiếu xính lễ. Nói đến tiền, Lục Cận Phong không có tư cách nói chuyện, đành giao cho Tô Yên xử lý. Tô Yên cười nói, Lâu Doanh, gần đây chị phát hiện em học được rất nhiều điều hay. Chủ ý đều đánh tới lên xính lễ của cô. Chị à, chị không thể vì thấy thương anh rể mà không lấy xính lễ. Có câu nói rất hay, đồ không tốn tiền thì người ta sẽ không trân trọng, con người cũng như vậy. Tô Yên tán thành gật đầu, câu này có lý. Nghe xong câu này, Lâu Doanh càng cao hứng, nở nụ cười vô cùng đắc ý nói: Anh rể, anh xem chị tôi cũng nói thế rồi, nhất định phải đưa xính lễ. Lục Cận Phong với Tô Yên nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Lục Cận Phong bế bé, bé ba nghĩ ngợi nói, Yên Yên đã sinh hạ bốn đứa con trai cho tôi rồi, vất vả như vậy, tôi chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc, cho dù thế nào đi nữa thì cũng phải đưa hàng trăm triệu làm xính lễ, thôi như vậy đi, bốn trăm triệu, cộng thêm một nhà tứ hợp viện, cô em vợ, cô thấy thế được không? Được rồi, quá tốt rồi, anh rể thật sự là người phóng khoáng. Lâu doanh dường như nhìn thấy một đống bó tiền lớn tiến vào miệng túi của mình, cười đến nỗi không khép được miệng, đúng rồi, một nhà tứ hợp viện ở đế đô có giá bao nhiêu? Có phải vài tỷ không? Anh rể, anh thật sự quá hào phóng. Lục Cận Phong bình tĩnh tiếp tục uống trà, chỉ cần em vợ hài lòng là được rồi. Đến lượt Tô Yên ra sân. Tô Yên khẽ hỏi, lâu doanh, Lục Cận Phong cũng đã nói sẽ đưa xính lễ rồi, vậy em là người bên nhà mẹ đẻ, em định chuẩn bị cho chị bao nhiêu đồ cưới? Cái này phải lấy theo phong tục của đế đô, nhà mình không thể thấp hơn nhà trai được, bằng không thì không ngóc đầu lên nổi mất, nếu lấy theo phong tục của bên nhà mẹ chị, hình như đồ cưới phải gấp 3 lần đồ xính lễ. Chị, đợi đã. Lâu doanh vội vàng ngăn lại, chị còn muốn đồ cưới nữa sao? Đồ xính lễ, đồ cưới, ba bức thư sáu lễ, nghi thức này từ xưa đến nay, đây không phải là em nói sao? Tô Yên phản lại quân thứ nhất, chợp mắt cười với Lục Cận Phong, chồng à, chúng ta lại phát tài rồi, 12 tỷ tiền đồ cưới, cộng thêm ba ngôi nhà tứ hợp viện, đời này không cần phải lo nghĩ gì nữa. Lục Cận Phong phối hợp nở nụ cười, cảm ơn em dâu, em dâu mới thực sự là người hào phóng mới đúng. Nụ cười trên mặt lâu doanh lập tức sụp đổ, em không chơi nổi nữa, hai vợ chồng nhà chị ăn hiếp bắt nạt người ta quá. Chưa lấy được xính lễ, lại phải đưa lại rồi. Cuộc mua bán này, thua cả vốn gốc. Tô Yên cười nhẹ, lâu doanh, em là chỗ sửa của chị, là người bên nhà mẹ đẻ của chị, em phải thay chị giữ cửa chứ. Lâu Doanh nhanh chóng thay đổi lời nói, không hề đỏ mặt, cô ta cười cười, thật ra đồ xính lễ với đồ cưới đều là hình thức thôi, cho người ngoài nhìn, có vẻ như thực sự không cần thiết. Chị à, em đồng ý với lời chị vừa nói, không tổ chức đám cưới này cũng được, dù sao cũng chỉ là hình thức thôi, những người làm việc lớn không chú ý những chuyện nhỏ. Tô Yên khóe miệng giật giật, Lâu Doanh, điểm mấu chốt cuối cùng của em là gì? Chị à, chị đều biết em không có điểm mấu chốt mà, chị cũng đừng có phá vỡ điểm mấu chốt của em. Lâu doanh thu nụ cười trên mặt lại, em lên tầng đi ngủ bù đây. Lâu doanh chuồn còn nhanh hơn thỏ. Con mèo màu cam mà cô ta mang về cũng chạy theo lên tầng. Tô Yên với Lục Cận Phong nhìn nhau cười, vừa rồi cũng chỉ trêu đùa lâu doanh thôi. Bà chủ, về chuyện tổ chức đám cưới, anh sẽ để mẹ anh chuẩn bị, em không cần phải làm gì, chỉ cần đợi làm cô dâu của anh là được rồi. Lục Cận Phong nói, người phụ nữ của Lục Cận Phong, những thứ gì nên có thì những thứ đó chắc chắn không thể thiếu. Tùy anh vậy, Tô Yên không thể lay chuyển được Lục Cận Phong, đừng chọn ngày quá gần, em vẫn còn chưa bình phục, em không muốn trở thành cô dâu xấu xí nhất trong lịch sử đâu, sẽ làm anh mất mặt mất. Lục Cận Phong cưng chiều nhìn Tô Thanh, đang định cất lời thì Tô Yên nói trước, đừng nói em trong mắt anh đẹp như thế nào, con mắt của khách mời sắc bén lắm, với lại vóc người của em bây giờ còn không thể mặc được váy cưới. Lục Cận Phong ca ngợi thổi phồng cô rất nhiều ở trước mặt người dân cả nước, cô chắc chắn không thể để anh mất mặt được. Đều nghe theo bà chủ. Những ngày sau đó, Lục Cận Phong bắt đầu xem ngày lành tháng tốt, để chọn ngày cưới, chuẩn bị cho hôn lễ. Ngay khi Trần Tố Anh nghe tin hai người muốn tổ chức đám cưới, bà ấy rất nhiệt tình, trước đó bà ấy đã bắt đầu nghiên cứu xem hai người họ sẽ tổ chức đám cưới loại như nào, bây giờ cuối cùng bà ấy cũng có thể thể hiện sức mạnh của mình. Lâu Doanh thật sự đi đăng ký tham gia đánh giá, Bạch Phi Minh từ nước M trở về, khi nghe tin Lâu Doanh sẽ làm việc trong sở cảnh sát, cô ta buột miệng nói cậu điên rồi, đây không phải là tự dê tiến vào miệng hổ sao. Phi Minh, sao cậu lại nói như vậy? Lâu Doanh khoanh chân ngồi trên giường, hai tay chống cằm, chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục làm công việc cũ sao? Thiên lang đã xong đời rồi, chúng ta cũng không thể quay lại được nữa, mình sẽ không trở về đâu, hai chúng ta cũng không thể cả đời làm nghề cũ được, hơn nữa, chúng ta rửa tay trong chậu vàng, bỏ gian tà theo chính nghĩa, đây không phải điều tốt à? Sau này mình sẽ có người khác làm chỗ dựa. Bạch Phi Minh rất kinh ngạc, thế mà Lâu Doanh thực sự sẽ nói những lời này. Số tiền từ ngân hàng Thụy Sĩ của cậu đủ để cậu tiêu xài cả đời, hai bọn mình đã quen với tự do rồi, cậu có chắc mình sẽ chịu đựng được khổ cực không? Mỗi ngày phải đi làm đúng giờ, rồi tăng ca, làm nhiệm vụ, bị người khác kiểm soát, bị người khác kiềm chế lâu doanh giống như một con chim tự do không phải một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng mình với đội trưởng lãnh có ba điều quy ước rồi nếu có việc gì gấp thì có thể gửi cho chúng ta chỉ cần nghe một mình anh ta sai bảo thôi những mệnh lệnh của người khác thì có thể phớt lờ cũng không cần phải đi làm đúng giờ như cậu nói cậu yên tâm đi nó cũng giống như những nhiệm vụ thông thường của chúng ta thôi bạch phi minh dự cảm không tốt tại sao lại là chúng ta lâu doanh cười vì mình cũng đăng ký thay cậu rồi lâu doanh cười ôm lấy cổ bạch phi minh chúng ta đồng ý là cả đời này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà sao nào chẳng lẽ cậu định bỏ rơi mình bạch phi minh im lặng vài giây lườm lâu doanh một cái bất lực thở dài mình còn có thể từ chối nữa sao câu này là đồng ý tất nhiên là không rồi lâu doanh cười hai người lâu doanh và bạch phi minh có kỹ năng đi tham gia đánh giá vậy thì cũng giống như đi chơi thôi Tổng cộng có 20 người tham gia đánh giá, cuối cùng chỉ có 3 người vượt qua, hai trong số đó là lâu doanh với Bạch Phi Minh. Không ít tên đàn ông cao to tự ti xấu hổ, thậm chí bọn họ còn không bằng người phụ nữ. Lãnh Phùng trực tiếp đến xem từng bài đánh giá, những thể hiện của lâu doanh với Bạch Phi Minh, anh ta rất rất hài lòng, ánh mắt nhìn hai người cũng mang theo phần ngưỡng mộ. Ngày tháng trôi nhanh, Tô Yên cuối cùng cũng sinh con. Một, vào ngày đầu tiên trong tháng đầu tiên sau khi sinh, cô lập tức dẫn lâu doanh với An Hinh đến trung tâm mua sắm. Sau bao nhiêu ngày nhẫn nhịn ở trong nhà, thật sự là khiến cô sắp bị bệnh rồi. Tô Yên mua cho mình rất nhiều thứ, cũng coi như là phần thưởng cho mình, trước khi đi ra ngoài, Lục Cận Phong đưa cho cô một tấm thẻ, đây là một tấm thẻ đen số lượng có hạn trên thế giới, số lượng vô hạn. Sinh con xong thì phá sản, vào giờ tí sang tháng, tài sản dòng của Lục Cận Phong càng nhiều hơn trước nhưng thế giới bên ngoài vẫn không biết Lục Cận Phong đã trở lại, công ty mới của Lục Cận Phong vẫn chưa chính thức đã ra mắt. Nói trắng ra, Lục Cận Phong thừa dịp Tô Yên đang nghỉ ngơi để tái tạo sức khỏe sau những tháng ngày mang thai, đã cải tổ lớn lần nữa. Nhưng kế hoạch lần này cũng rất mạo hiểm, anh bí quá hóa liều, cũng may là anh thắng. An Hinh lên tầng 2 xem túi sách, lâu doanh vào nhà vệ sinh, Tô Yên chọn giày trong cửa hàng. Tô Yên nhìn chúng một đôi, nói với người bán hàng, làm ơn đưa đôi giày cao gót màu trắng đó cho tôi để tôi đi thử, cỡ 36 nhé. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Tôi muốn đôi giày đó. chương 289, định chỉnh kẻ cặn bả nhưng người thành hề lại là mình. Cả hai người có bốn đứa con trai rồi, cũng đều nhận giấy chứng nhận rồi, quả thật đã đến lúc phải tổ chức thêm lễ đám cưới nữa. Nhưng tôi yên cảm thấy không cần thiết nữa. Quên đi, chỉ là hình thức mà thôi, phiền phức lắm." Tô Yên nói, "Ngày nào em cũng bận chăm sóc hai đứa nhỏ này, bây giờ em chỉ muốn mỗi ngày ngủ một giấc, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh lại, không cần phải nghĩ gì." "Chị à, sao lại không tổ chức lễ cưới chứ? Lâu Doanh với tư cách là người bên nhà mẹ đẻ, là người đầu tiên phản đối, phải làm, nhất định phải làm, phải tổ chức một cách rực rỡ quang vinh nhất." Lâu Doanh tích cực như vậy, Tô Yên cảm thấy mình sắp bị lừa. Quả nhiên Câu tiếp theo của Lâu Doanh là, anh rể, anh định đưa bao nhiêu xính lễ? Anh nhìn xem, bây giờ chị chỉ có mỗi mình tôi là người bên nhà mẹ đẻ, vậy nên, nếu anh muốn cưới chị tôi thì phải ba bức thư sáu lễ, chắc chắn không thể thiếu xính lễ. Nói đến tiền, Lục Cận Phong không có tư cách nói chuyện, đành giao cho Tô Yên xử lý. Tô Yên cười nói, Lâu Doanh, gần đây chị phát hiện em học được rất nhiều điều hay. Chủ ý đều đánh tới lên xính lễ của cô. Chị à, Chị không thể vì thấy thương anh rể mà không lấy xính lễ, có câu nói rất hay, đồ không tốn tiền thì người ta sẽ không trân trọng, con người cũng như vậy. Tô Yên tán thành gật đầu, câu này có lý. Nghe xong câu này, Lâu Doanh càng cao hứng, nở nụ cười vô cùng đắc ý nói, anh rể, anh xem chị tôi cũng nói thế rồi, nhất định phải đưa xính lễ. Lục Cận Phong với Tô Yên nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, Lục Cận Phong bế bé, bé ba, nghĩ ngợi nói, Yên Yên đã sinh hạ bốn đứa con trai cho tôi rồi. Vất vả như vậy, tôi chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc, cho dù thế nào đi nữa thì cũng phải đưa hàng trăm triệu làm xính lễ, thôi như vậy đi, 400 triệu, cộng thêm một nhà tứ hợp viện, cô em vợ, cô thấy thế được không? Được rồi, quá tốt rồi, anh rể thật sự là người phóng khoáng. Lâu doanh dường như nhìn thấy một đống bó tiền lớn tiến vào miệng túi của mình, cười đến nỗi không khép được miệng, đúng rồi, một nhà tứ hợp viện ở đế đâu có giá bao nhiêu? Có phải vài tỷ không? anh rể, anh thật sự quá hào phóng. Lục Cận Phong bình tĩnh tiếp tục uống trà, chỉ cần em vợ hài lòng là được rồi. Đến lượt Tô Yên ra sân. Tô Yên khẽ hỏi, lâu doanh, Lục Cận Phong cũng đã nói sẽ đưa xính lễ rồi, vậy em là người bên nhà mẹ đẻ, em định chuẩn bị cho chị bao nhiêu đồ cưới. Cái này phải lấy theo phong tục của đế đô, nhà mình không thể thấp hơn nhà trai được, bằng không thì không ngóc đầu lên nổi mất, nếu lấy theo phong tục của bên nhà mẹ chị, hình như đồ cưới phải gấp 3 lần đồ xính lễ. Chị, đợi đã. Lâu doanh vội vàng ngăn lại, chị còn muốn đồ cưới nữa sao? Đồ xính lễ, đồ cưới, ba bức thư sáu lễ, nghi thức này từ xưa đến nay, đây không phải là em nói sao? Tô Yên phản lại quân thứ nhất, chợp mắt cười với Lục Cận Phong, chồng à, chúng ta lại phát tài rồi, 12 tỷ tiền đồ cưới, cộng thêm ba ngôi nhà tứ hợp viện, đời này không cần phải lo nghĩ gì nữa. Lục Cận Phong phối hợp nở nụ cười, cảm ơn em dâu, em dâu mới thực sự là người hào phóng mới đúng. Nụ cười trên mặt lâu doanh lập tức sụp đổ, em không chơi nổi nữa, hai vợ chồng nhà chị ăn hiếp bắt nạt người ta quá. Chưa lấy được xính lễ, lại phải đưa lại rồi. Cuộc mua bán này, thua cả vốn gốc. Tô Yên cười nhẹ, lâu doanh, em là chỗ sửa của chị, là người bên nhà mẹ đẻ của chị, em phải thay chị giữ cửa chứ. Lâu doanh nhanh chóng thay đổi lời nói, không hề đỏ mặt, Cô ta cười cười, thật ra đồ xính lễ với đồ cưới đều là hình thức thôi, cho người ngoài nhìn, có vẻ như thực sự không cần thiết. Chị à, em đồng ý với lời chị vừa nói, không tổ chức đám cưới này cũng được, dù sao cũng chỉ là hình thức thôi, những người làm việc lớn không chú ý những chuyện nhỏ. Tô Yên khóe miệng giật giật, lâu doanh, điểm mấu chốt cuối cùng của em là gì? Chị à, chị đều biết em không có điểm mấu chốt mà, chị cũng đừng có phá vỡ điểm mấu chốt của em lâu doanh thu nụ cười trên mặt lại em lên tầng đi ngủ bù đây lâu doanh chuồn còn nhanh hơn thỏ con mèo màu cam mà cô ta mang về cũng chạy theo lên tầng tô yên với lục cận phong nhìn nhau cười vừa rồi cũng chỉ trêu đùa lâu doanh thôi bà chủ về chuyện tổ chức đám cưới anh sẽ để mẹ anh chuẩn bị em không cần phải làm gì chỉ cần đợi làm cô dâu của anh là được rồi lục cận phong nói người phụ nữ của lục cận phong những thứ gì nên có thì những thứ đó chắc chắn không thể thiếu. Tùy anh vậy, Tô Yên không thể lay chuyển được Lục Cận Phong, đừng chọn ngày quá gần, em vẫn còn chưa bình phục, em không muốn trở thành cô dâu xấu xí nhất trong lịch sử đâu, sẽ làm anh mất mặt mất. Lục Cận Phong cưng chiều nhìn Tô Thanh, đang định cất lời thì Tô Yên nói trước, đừng nói em trong mắt anh đẹp như thế nào, con mắt của khách mời sắc bén lắm, với lại vóc người của em bây giờ còn không thể mặc được váy cưới. Lục Cận Phong ca ngợi thổi phồng cô rất nhiều ở trước mặt người dân cả nước, cô chắc chắn không thể để anh mất mặt được. Đều nghe theo bà chủ. Những ngày sau đó, Lục Cận Phong bắt đầu xem ngày lành tháng tốt, để chọn ngày cưới, chuẩn bị cho hôn lễ. Ngay khi Trần Tố Anh nghe tin hai người muốn tổ chức đám cưới, bà ấy rất nhiệt tình, trước đó bà ấy đã bắt đầu nghiên cứu xem hai người họ sẽ tổ chức đám cưới loại như nào, bây giờ cuối cùng bà ấy cũng có thể thể hiện sức mạnh của mình. Lâu Doanh thật sự đi đăng ký tham gia đánh giá, Bạch Phi Minh từ nước M trở về, khi nghe tin Lâu Doanh sẽ làm việc trong sở cảnh sát, cô ta buột miệng nói cậu điên rồi, đây không phải là tự dê tiến vào miệng hổ sao. Phi Minh, sao cậu lại nói như vậy? Lâu Doanh khoanh chân ngồi trên giường, hai tay chống cằm, chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục làm công việc cũ sao? Thiên lang đã xong đời rồi, chúng ta cũng không thể quay lại được nữa, mình sẽ không trở về đâu, hai chúng ta cũng không thể cả đời làm nghề cũ được, hơn nữa, chúng ta rửa tay trong chậu vàng, bỏ gian tà theo chính nghĩa, đây không phải điều tốt à? Sau này mình sẽ có người khác làm chỗ dựa. Bạch Phi Minh rất kinh ngạc, thế mà Lâu Doanh thực sự sẽ nói những lời này. Số tiền từ ngân hàng Thụy Sĩ của cậu đủ để cậu tiêu xài cả đời, hai bọn mình đã quen với tự do rồi, cậu có chắc mình sẽ chịu đựng được khổ cực không? Mỗi ngày phải đi làm đúng giờ, rồi tăng ca, làm nhiệm vụ, bị người khác kiểm soát, bị người khác kiềm chế, lâu doanh giống như một con chim tự do không phải một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng mình với đội trưởng lãnh có ba điều quy ước rồi nếu có việc gì gấp thì có thể gửi cho chúng ta chỉ cần nghe một mình anh ta sai bảo thôi những mệnh lệnh của người khác thì có thể phớt lờ cũng không cần phải đi làm đúng giờ như cậu nói cậu yên tâm đi nó cũng giống như những nhiệm vụ thông thường của chúng ta thôi bạch phi minh dự cảm không tốt tại sao lại là chúng ta lâu doanh cười vì mình cũng đăng ký thay cậu rồi Lâu Doanh cười ôm lấy cổ Bạch Phi Minh, "Chúng ta đồng ý là cả đời này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà, sao nào, chẳng lẽ cậu định bỏ rơi mình?" Bạch Phi Minh im lặng vài giây, lườm Lâu Doanh một cái, bất lực thở dài, "Mình còn có thể từ chối nữa sao?" Câu này là đồng ý. Tất nhiên là không rồi. Lâu Doanh cười. Hai người Lâu Doanh và Bạch Phi Minh có kỹ năng đi tham gia đánh giá, vậy thì cũng giống như đi chơi thôi. Tổng cộng có 20 người tham gia đánh giá, cuối cùng chỉ có 3 người vượt qua, hai trong số đó là Lâu Doanh với Bạch Phi Minh. Không ít tên đàn ông cao to tự ti xấu hổ, thậm chí bọn họ còn không bằng người phụ nữ. Lãnh Phùng trực tiếp đến xem từng bài đánh giá, những thể hiện của Lâu Doanh với Bạch Phi Minh, anh ta rất rất hài lòng, ánh mắt nhìn hai người cũng mang theo phần ngưỡng mộ. Ngày tháng trôi nhanh, Tô Yên cuối cùng cũng sinh con. 1. Vào ngày đầu tiên trong tháng đầu tiên sau khi sinh, Cô lập tức dẫn Lâu Doanh với An Hinh đến trung tâm mua sắm. Sau bao nhiêu ngày nhẫn nhịn ở trong nhà, thật sự là khiến cô sắp bị bệnh rồi. Tô Yên mua cho mình rất nhiều thứ, cũng coi như là phần thưởng cho mình, trước khi đi ra ngoài, Lục Cận Phong đưa cho cô một tấm thẻ, đây là một tấm thẻ đen số lượng có hạn trên thế giới, số lượng vô hạn. Sinh con xong thì phá sản, vào giờ tí sang tháng, tài sản dòng của Lục Cận Phong càng nhiều hơn trước nhưng thế giới bên ngoài vẫn không biết Lục Cận Phong đã trở lại, công ty mới của Lục Cận Phong vẫn chưa chính thức đã ra mắt. Nói trắng ra, Lục Cận Phong thừa dịp Tô Yên đang nghỉ ngơi để tái tạo sức khỏe sau những tháng ngày mang thai, đã cải tổ lớn lần nữa. Nhưng kế hoạch lần này cũng rất mạo hiểm, anh bí quá hóa liều, cũng may là anh thắng. An Hinh lên tầng 2 xem túi sách, lâu doanh vào nhà vệ sinh, Tô Yên chọn giày trong cửa hàng. Tô Yên nhìn chúng một đôi, nói với người bán hàng, làm ơn đưa đôi giày cao gót màu trắng đó cho tôi để tôi đi thử, cỡ 36 nhé. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Tôi muốn đôi giày đó. Chương 290, Lâu Doanh đi đến đâu cũng có thể ăn uống được. Vạn Nhất đang ngồi trong văn phòng của Lãnh Phùng, mỉm cười vẫy tay chào hỏi Lâu Doanh, "Cô Lâu, buổi sáng tốt lành." Nụ cười đó dù nhìn thế nào cũng thấy có chút gian xảo khóe miệng lâu doanh co giật, vốn dĩ đang khá tốt đấy, nhưng khi nhìn thấy anh, thì đã không chắc nữa rồi. Vạn nhất cười xấu xa, cô lâu, tốt xấu gì chúng ta cũng đã có giao tình mấy năm rồi. Ban đầu nếu không phải bóng rổ của cô đập chúng tôi, chúng ta đã không có mối duyên phận này rồi. Lâu doanh mở to hai mắt, đội trưởng lãnh nói với anh sao? Lúc đầu chỉ là cô ấy nói lung tung vậy thôi. Tôi không ngờ cô lâu lại thông minh đến vậy lời nói dối này làm cho tôi không thể nào tìm ra lỗi được luôn đấy. Vạn nhất tiến đến gần lâu doanh và quan sát lâu doanh một lượt, mà này, ban đầu cô đã giấu đồ ở đâu vậy? Đây là điều mà vạn nhất chưa bao giờ thông. Vào thời điểm đó, anh ta đã kiểm tra toàn bộ cơ thể của lâu doanh từ trên xuống dưới một lượt, ngoại trừ. Vạn nhất ánh mắt rơi vào trên ngực lâu doanh, thật biết chỗ giấu mà. Lâu doanh biết rằng vạn nhất đã phản ứng lại rồi, nên đắc y nói bây giờ anh biết thì đã sao đúng rồi mới sáng sớm anh đến đây làm gì lâu doanh liếc nhìn bữa sáng trên bàn vẻ mặt như chợt tỉnh ngộ cười nói đến đưa bữa sáng tình cảm cho đội trưởng lãnh anh sợ tôi cướp mất người đàn ông của anh sao bạch phi minh vốn dĩ đã ngồi xuống uống nước chứng kiến hai người đấu võ mồm nghe vậy suýt chút nữa là sạc chết vì những lời của lâu doanh bạch phi minh ngẩng đầu hỏi hai người trở thành tình địch với nhau từ khi nào vậy Điều này không đúng, một nam một nữ có thể trở thành tình địch của nhau sao? Bữa sáng thực sự là do vạn nhất lúc tới đây tiện đường mang đến. Đúng lúc này, lãnh phùng đẩy cửa bước vào, thấy Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đều đã đến, anh ta nói hai người đến đúng giờ quá nhỉ. Bây giờ đi gặp cục trưởng làm thủ tục với tôi. Lâu Doanh cào nhau, ăn cơm nhà nước đúng là rắc rối. Nếu không phải là thủ tục này thì là thủ tục kia. Dài dòng. Lãnh Phùng đã tiếp xúc với Lâu Doanh nhiều ngày như vậy, nên cũng đã hiểu được một chút tính tình của cô, nên cũng không so đo. Vạn Nhất lên tiếng, "Lãnh Cục Băng, có đem bữa sáng cho cậu." "Cảm ơn." Lãnh Phùng cầm bữa sáng vừa ăn vừa đi. Cảnh tượng này rơi vào mắt Lâu Doanh, đó là đang thể hiện tình cảm. Lãnh Phùng đi phía trước, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh theo sau, Vạn Nhất đi đến bên cạnh Lâu Doanh, hai người đi chậm lại. Vạn nhất hạ giọng nói, nhớ kỹ ba điều mà cô đã hứa với tôi lúc trước. Bây giờ, tôi yêu cầu cô làm điều đầu tiên là giữ khoảng cách với cục lãnh cục băng. Không được có ý đồ gì với cậu ấy nữa. Sau này hai người sẽ phải thường xuyên làm việc với nhau nên vạn nhất không yên tâm, nên mới lấy ra con át chủ bài. Nắm chắc lâu doanh trước rồi hắn tính tiếp. Lâu doanh ghét bỏ lướt nhìn vạn nhất một cái, bụng dạ đầu óc hẹp hòi như đàn bà, biết rồi, anh ta là cong, cho dù tôi có ý đồ gì với anh ta, thì cũng không bẻ thẳng lại được, anh cứ yên tâm đi, lâu doanh tôi một lời đã nói là sẽ không bao giờ tút lại. Nhân tiện, còn hai chuyện kia thì sao? Lâu doanh thực sự rất giữ chữ tín, thông thường người khác không nghĩa khí trước thì cô ấy mới không giữ chữ tín. Vì lãnh phùng, vạn nhất lại lấy ba tấm kim bài miễn tử đó ra, xem ra thật sự là tình yêu đích thực rồi. Cô làm gì có suy tính gì với lãnh phùng cơ chứ? nhưng trong cuộc này có nhiều anh trai như vậy cô không có ý đồ gì với lãnh phùng cô vẫn có một nhóm anh trai để trêu chọc nữa mà chỉ cần đừng quá vui là được được người có thể vào cuộc làm việc iq eq thể lực nhất định không tồi đều là đỉnh cao tùy tiện chọn một người làm bạn trai cũng đều không tệ làm sao vạn nhất có thể biết cái tâm địa gian xảo đó của lâu doanh được anh ta nói hai điều còn lại tạm thời tôi chưa nghĩ ra cô làm chuyện này đàng hoàng trước cho tôi đã không có vấn đề gì lâu doanh đồng ý rất thoải mái. Lúc này, một số đồng nghiệp nam đi tập thể dục buổi sáng quay về, do ra mồ hôi nên ai nấy đều cởi áo, để chân. Ai nấy thân hình cũng đều siêu đẹp, đường cơ bắp hoàn hảo, vô cùng bắt mắt. Lâu doanh nhiệt tình chào hỏi mọi người, Đại Uy, Tiểu Vinh, Tiểu Cương, mọi người đã quay về rồi à, còn sớm như vậy đã đi tập thể dục rồi sao? Khi cô tham gia vào cuộc thi đánh giá, Lâu Doanh đã thiết lập mối quan hệ tốt với hầu hết những người trong cục, thân thiết với họ vô cùng. Lâu Doanh có tính cách tốt, xinh đẹp, năng lực lại mạnh, ăn ngon, được mọi người quý mến. Trong cục có rất ít cô gái, huống chi là Thoảng Chốc đã có hai em gái xinh đẹp và mạnh mẽ đến đây, mọi người có thể không thích, không nâng niu sao? Đàn em, chào buổi sáng, đội trưởng chào buổi sáng. Mọi người đều rất nhiệt tình chào hỏi Lâu Doanh và Lãnh Phùng. Ha ha cơ thể không tồi nhỉ, Lâu Doanh mỉm cười vỗ nhẹ vào cánh tay họ, thoải mái đập nhẹ vào ngực họ. Để công bằng, mọi người đều để cho cô ấy vỗ một cái. Lâu Doanh cười không hề ngượng ngùng, nhìn cơ bắp, suýt nữa là chảy cả nước miếng, miệng không ngừng nói, thực sự rất tốt, thực sự rất săn chắc, cảm giác không tệ. Vạn nhất, có chắc đây không phải là thừa cơ để lợi dụng không? Thật là đã tính sai rồi, để phòng một mình lãnh phùng, lại tới một nhóm khác có còn muốn để người ta sống không hả? Lâu Doanh không câu nệ, thoải mái, ở chung với mọi người thì đều là anh em, những hành động này chỉ là chào hỏi giữa anh em với nhau. Bạch Phi Minh kéo Lâu Doanh lại và tiếp tục đi theo Lãnh Phùng. Lâu Doanh, tôi phát hiện ra rằng cô tới đây không phải để làm việc, cô đến vì những người này. Lâu Doanh nháy mắt, mỉm cười, giả vờ ngượng ngùng nói, đừng có vạch trần người ta mà, nếu không thì làm sao người ta có thể đây được nữa? bạch phi minh bước nhanh hơn kéo dài khoảng cách giữa hai người đừng nói là cậu quen biết mình ha ha lâu doanh cười vui vẻ hơn chào hỏi mọi người vui vẻ như con đường phía trước đã rộng mở lâu doanh ở trong cục rất thuận buồm xuôi gió tràn đầy nhuệ khí kể từ đó mỗi ngày cô ấy đều bận rộn đi khắp nơi với lãnh phùng một ngày nọ vạn nhất buồn chán đột nhập vào văn phòng của lục cận phong đại ca chán quá hay là anh giao chút việc cho em làm đi điện ảnh vạn thị không cần anh ta phải nhọc lòng quản lý lâu doanh bận rộn nên cũng không đến làm phiền an ta mấy lần anh ta đến cục cũng không gặp được cô ấy lâu doanh luôn bận rộn ở bên ngoài vạn nhất trước đây chỉ mong sao được yên tình nhưng khi lâu doanh thực sự không tới làm phiền anh ta nữa anh ta đột nhiên cảm thấy buồn chán lục cận phong đang dạy hạ phi xem sổ sách và cách giải quyết một số chuyện trên thương trường thứ hai tới Tập đoàn Lục thị sẽ làm quen với mọi người theo một cách mới hoàn toàn. Ngay cả tên cũng đã thay đổi, sau này sẽ không gọi là tập đoàn Lục thị nữa, mà là tập đoàn Yên Phong. Lấy một từ trong tên của Tô Yên và Lục Cận Phong. Vạn Nhất lần đầu tiên nghe đến cái tên này, anh ta đã thẳng thừng nói là thô tục, ném một lượng lớn thức ăn cho chó như vậy, có còn để cho người ta sống không? Hạ Phi nhấp chuột, thoát ra khỏi giao diện, nhìn Vạn Nhất cha nuôi nghe nói gần đây cha thường xuyên đi đến cục di út làm việc trong cục như thế nào đã quen chưa hạ phi đây là đang gài vạn nhất vạn nhất không hề đề phòng vô tình xa vào bẫy vô cùng khinh thường nói với tính tình không có trên dưới không có tự trọng của cô ta thì đi đâu lại không thuận buồm xuôi gió cha thấy cô ta chỉ mong sao có thể ở cục mỗi ngày ở cùng với đại uy tiểu vinh tiểu cường gì gì đó cha vô cùng nghi ngờ rằng cô ta không phải là đang đi làm mà đang lợi dụng để chiêu chọc đàn ông, một cô con gái nhà người ta, không hề có chút thận trọng của con gái, mà lại giống như mẹ giả xoa vậy. Khi chỉ trích lâu doanh, vạn nhất phải nói là cứ thao thao bất tuyệt. Hai cha con Lục Cận Phong và Hạ Phi cứ nghe, đợi đến vạn nhất nói mệt rồi thì nghỉ hơi uống miếng nước, Hạ Phi mới nói, cha à, tại sao con lại ngửi thấy mùi chua chua vậy, cha à, có ngửi thấy không? Hai cha con phối hợp rất ăn ý, Lục Cận Phong nhẹ giọng nói, ừm, Hũ dấm vạn năm đã bị đổ rồi, có người ghen tị mà còn không biết. Vạn nhất chẳng quan tâm đến, vội vàng phủ nhận ai ghen. Làm sao có thể? Chẳng qua là em chỉ không quen cái tính tình đó của cô ta, đi với ai cũng câu kết làm bậy được. Lục cận phong nhìn vạn nhất và hỏi ngược lại: cậu đâu phải là gì của cô ấy? Cô ấy dụ dỗ với ai thì có liên quan gì đến cậu? Vạn nhất nhất thời không thể trả lời được. Đúng vậy, liên quan gì đến anh ta cơ chứ? anh ta nên ước rằng lâu doanh cách anh ta càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng ba đến làm phiền anh ta nữa mới phải. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 17